Chào mừng bạn đến với kênh Kỳ Quy Chuyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nghịch Thiên Tà Thần, tập 259, Trốn khỏi Bắc Thần vực, Nữ Âm và Nguyệt, Vĩnh Kiếp Trung Cảnh. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới. Cảm ơn. Kho bảo vật của một đại tông giới phương thượng vị, có thể nghĩ tới phong tỏa xâm nghiêm này, kho bảo vật cũng là nơi chứa đựng tài nguyên tông môn lớn nhất, cũng là chỗ ẩn nấp khi phát sinh ngoài ý muốn, cho nên có một cửa vào là tầm cung của thái tử kho bảo vật của thiên hoang thần giá không hề có bất cứ kẻ nào canh gác nhưng sáu đường kết giới phong tỏa mỗi một đường kết giới đều phải do huyết mạch trực hệ của nhất mạch giáo chủ mới có thể mở ra và lại phải là máu tươi mà đại trận phòng ngự cuối cùng ngược lại phải chuẩn xác dẫm qua 99 mắt trận nếu như dẫm sai bỏ sót bất cứ cái nào đều sẽ trực tiếp khởi động huyền trận tinh động toàn tông đáng tiếc phòng ngự nghiêm mật đến người ngoài hoàn toàn khó giải được này ở dưới tay của vân triệt lại như không có gì nhỏ máu thiên hoàng thái tử men theo ký ức của thiên hoang thái tử dễ dàng vào thẳng chỗ sâu mở cửa chính của kho bảo vật ra một luồng linh khí nồng đậm tới cực điểm pha trộn với hắc ám cũng nồng đậm đập vào mặt kho bảo vật lớn hơn 10 dặm tích chữ vô số loại linh thạch huyền tinh bảo ngọc dược liệu linh đan huyền khí nguyên liệu binh khí công pháp vân vân suy cho cùng là đại tông giới vương tốt xấu gì cũng khi phái hơn cửu diệu thiên cung kia một chút thiên diệp ảnh nhi nói tuy rằng so sánh đây với nội tình của phạm đế thần giới vốn khó coi tất cả tài nguyên trong tầm mắt đều bao phủ một tầng kết giới hắc ám không biết tồn tại bao lâu những kết giới hắc ám này cũng không cường đại muốn phá vỡ cũng không khó nhưng một khi phá vỡ bất cứ cái nào trong đó khí tức hắc ám vỡ vụn cũng sẽ lập tức kinh động phạm vi tương đương với to lớn hơn nữa phân triệt rõ ràng cảm nhận được trên những kết giới này đều bị khắc lên hồn ấn rất khó phát hiện một khi kích động chủ nhân của hồn ấn sẽ lập tức phát hiện ra mà người này khả năng lớn nhất đó là thiên hoàng giáo chủ đáng tiếc những thứ này đều là bài trí đối với phân triệt lấy lực lượng hắc ám vĩnh kiếp muốn khống chế kết giới hắc ám như vậy lại quá mức đơn giản hắn tiến thẳng về phía trước tay quét qua một kết giới hắc ám trước mắt kể cả hồn ấn ở trên đó đều cùng bị thong thả xóa đi không hề phát ra tiếng văng gì không tràn ra khí thức gì huyền tinh dưới kết giới cũng bị hắn trực tiếp quét vào trong thiên độc châu kết giới hắc ám vốn có thể bảo vệ không chút sơ hở gì giống như một đám bọt nước bị phân triệt xóa đi tài nguyên những năm này thiên hoang thần giáo cướp lấy được cấp tốc rơi vào trong thiên độc châu lúc này theo một kết giới xóa đi mở ra một đống ngọc thạch khắc ám khí thức bạo liệt dị thường hiện ra ngay trước mắt thiên diệp ảnh nhi nói là ngọc năng lượng rất cao cấp so với việc hỗ trợ tu luyện thích hợp làm nguồn năng lượng hơn vân triệt đưa tay cảm nhận khí tức hấp ám trong ngọc năng lượng này thấp giọng nói rất tốt có chúng nó ở đây cũng đủ hoàn thành xuyên qua một lần khoảng cách dài khỏe mắt thiên diệp ảnh nhi vừa động thái cổ huyền chu bàn tay vân triệt vừa chảo nhét toàn bộ chúng nó vào trong thiên độc châu đúng năng lực xuyên qua không gian của thái cổ huyền chu là do năm đó ta thần lấy cản khôn thứ hắc ấn cho nên chỉ cần số lượng lớn đủ sẽ có thể giống như không huyễn thạch làm được di chuyển tức thời mà không để lại bất cứ dấu vết gì chính là lấy phương thức này xuyên qua không gian của thần giới cần nguồn năng lượng cực kỳ to lớn những ngọc năng lượng này đủ để liên tục thúc giục một huyền chu phổ thông mấy trăm năm nhưng thúc giục thái cổ huyền chu nếu như khoảng cách cực dài đại khái là một hai lần thiên diệp ảnh nhi ngược lại không hề cảm thấy bất ngờ nếu như thật sự có thể phát huy hiệu quả giống như không nguyễn thạch như vậy cho dù chỉ có một hai lần cũng tuyệt đối đáng giá hòa lăng kêu hồng nhi hiện giờ ăn hết toàn bộ nhưng ngọc năng lượng này đi vân triệt lấy hồn âm dặn dò sau đó mở miệng nói kể từ đó hậu hoạn duy nhất cũng không còn thỏa sức dọn dẹp nơi đây một lần đi trên người vân triệt có thể có được đủ loại năng lực kỳ lạ như thật sự rất thích hợp làm trộm nơi người khác vốn không thể nào tới gần nửa bước đối với hắn lại như đổ tuyết vào nước nóng rất nhanh kho bảo vật to như vậy tích lũy dốc hết sức vẻn vẹn vạn năm của thiên hoang thần giáo bị vân triệt chuyển đi cơ bản sạch không kết cục giống với cửu diệu thiên cung như đúc thiên diệp ảnh nhi nói rất tốt lần này cũng đủ để cho ngươi tiêu xài một thời gian ngắn đi thôi còn thừa lại đều là một đống có thể nói là đồ vô dụng đối với hắn hắn vừa định chuẩn bị rời đi bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của hoa lăng chủ nhân khắp phía dưới bên phải che giấu một khí tức cao cấp nào đó hắn nâng tay trái lên thiên độc châu chớp động lên ánh sáng cảm ứng mỏng manh đã nhận ra vân triệt khác thường ánh mắt của thiên diệp ảnh nhi chuyển sang có chuyện gì vậy chẳng lẽ bị phát hiện rồi vân triệt chưa trả lời thả lòng bước chân đi tới góc bên phải ngồi xổm xuống men theo vị trí hòa lang báo cho biết dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ bộ một tiếng vang nhỏ mặt đất hắc ngọc dưới chân vỡ vụn hiện ra một kết giới vô hình kết giới này cực kỳ cao cấp đặc thù không hề có bất cứ khí thức gì lại ngăn cách tất cả khí thức hiển nhiên do huyền khí đặc thù nào đó tạo thành tuy rằng vô hình lại hoàn toàn không cách nào thấy rõ được bên trong đó phong tỏa thứ gì thiên diệp ảnh nhi đi tới kết giới vô trần kết giới tuyệt đối không phát ra khí thức gì chỉ có thể do vô trần thạch tạo ra mà mức độ chân quý của vô trần thạch so ra chỉ kém không huyễn thạch cũng kém không xa nói tới đây nàng đột nhiên khẽ cau mày thiên hoang thần giáo nho nhỏ lại có loại kết giới này ta rất tò mò bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì kỳ quái sự tồn tại của kết giới vô trần vốn gần như không thể nào dựa vào linh giác tìm được người phát hiện ra như thế nào vân triệt không trả lời hắn chia tay khi sắp đụng chạm đến kết giới vô trần lại thu tay về hỏi mở nó ra như thế nào thiên diệp ảnh nhi rất thẳng thắn nói lấy lực lượng của ngươi bây giờ vốn không có khả năng mở ra được nếu dễ dàng mở ra như vậy thì đâu xứng với kết giới vô trần vân triệt chưa động ánh mắt dần dần nheo lại trầm tĩnh ngắn ngủi hai tay hắn chậm rãi chìa ra một tay hỏa diễm một tay hàn băng thiên diệp ảnh nhi hỏa diễm với hàn băng chậm rãi lại gần sau đó đụng chạm vào một chỗ một giây hai giây Mười giây, pháp tắc không gian chung quanh đột nhiên nghịch loạn, thân thể Thiên Diệp ảnh Nhi một nửa nóng rực, một nửa lạnh như băng, mắt đẹp của nàng khẽ biến, thân hình vội vàng lùi lại, kinh sợ nhìn trong tay Vân Triệt, ngọn lửa đào nghịch chật tự hiện ra màu xanh lam vô cùng tà dị đồng thời phóng thích ra nóng rực với băng hàn kia. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Một lần này, sự vật trước mắt dập nát không chỉ là nhận thức với thưởng thức, còn có nguyên tố pháp tắc cơ bản nhất. Vân Triệt im lặng, băng viêm trong tay chậm rãi trầm xuống khoảnh khắc băng viêm chạm đến kết giới vô trần kết giới không có khả năng bị phá vỡ ở trong miệng thiên diệp ảnh nhi giống như một tầng băng mỏng bị hòa tan trong chớp mắt im hơi lặng tiếng biến mất sau đó tan đi trong vô hình thiên diệp ảnh nhi bàn tay vân triệt vừa lật băng viêm theo đó biến mất một chút tử mang cũng không nồng đậm nhưng thuần tuy đến không thể tưởng tượng được sáng lên chiếu vào trên mặt vân triệt luồng tử mang này cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt của thiên diệp ảnh nhi nàng bước chân về phía trước theo mắt vàng khựng lại đáng kể trên môi phát ra than nhẹ vô cùng khác thường Man, hoang thần tùy người lại nhận ra được lúc nói chuyện ánh mắt của vân triệt vẫn luôn chăm chú ở trên tử mang vật trước mắt thật sự là man hoang thần tùy mà cái tên này phát ra từ dạy dỗ của thần hy và ký ức của mộc linh vương châu mắt vàng của thiên diệp ảnh nhi chớp động lên quang mang cực kỳ khác thường đây là thần vật bao hàm khí tức hồng mông sao ta lại có thể không biết mặc dù ta chưa từng thấy nhưng khí tức hồng mông giống như cất chứa toàn bộ thế giới này muốn nhận sai đều khó có khả năng. Khí tức hồng mông, hễ là thứ có dinh dáng một chút đến bốn chữ này đều tuyệt đối là vật thần thánh cao nhất. Tuy rằng thiên diệp ảnh nhi vừa lướt mắt đã nhận ra được, nhưng lại chưa từng thấy. Hiển nhiên kể cả tôn tại cấp bậc như phạm đế thần giới cũng chỉ có ghi chép lại mà không có may mắn thấy được nó. Khí tức hồng mông ở thế giới hỗn độn gần như đã bị diệt sạch, thần vật như man hoang thần tủy này, ở trong nhận thức đã sớm tuyệt tích rồi, nơi này chỉ là một tinh giới thượng vị một tông môn thượng vị nho nhỏ sao lại có thể tồn tại loại vật này đây vốn không phải tồn tại như thiên hoang thần giáo này có thể có được ánh mắt vân triệt chớp lên kết giới vô trần này lấy lực lượng của thiên hoang thần giáo cũng vốn không có khả năng mở ra được nói cách khác thiên hoang thần giáo vốn do phần nguyệt vương giới bố trí ở trong này tác dụng của nó cũng không dừng lại ở ngoài mặt dùng để chế tài và thay thế lấy thiên cương vân tộc còn vì dấu diếm man hoang thần tủy này đây thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn cực lớn thiên diệp ảnh nhi nhíu mày khẽ lẩm bẩm Chỗ sâu trong mắt vàng ẩn sâu hưng phấn, còn có nóng rực, giống như năm đó biết được trên người Vân Triệt có được tà thần thần lực, nếu như thần vật vốn nên mất sạch này thật sự cường đại như trong ghi chép lại, như vậy, chỉ cần tìm được phương thức sử dụng chính xác sẽ có thể tăng thực lực của bản thân lên giống như thần tích. Vân Triệt vô cùng cẩn thận đưa tay, một chút huyền khí trầm xuống, Man Hoang Thần Tùy đã được hắn hoàn chỉnh rời vào trong Thiên Độc Châu, tử mang trong mắt biến mất, ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn không rời đi, nàng chậm rãi nói: xem ra ngươi dường như đã từng nghe nói tới man hoang thần tùy như vậy không biết ngươi đã từng nghe nói tới cái tên thái sơ thần quả này chưa vân triệt nói cái tên này cũng từng nghe thấy từ chỗ thần hy từng nghe rồi chỉ tồn tại ở thái sơ thần cảnh do thái sơ long tộc thủ hộ ta còn biết dung hợp man hoang thần tùy và thái sơ thần quả có thể luyện thành thứ không nên tồn tại ở hiện thế thiên diệp ảnh nhi chậm rãi nói ánh mắt nàng liếc xéo sang man hoang thế giới đan những thứ này cũng do long hậu nói cho ngươi đi nàng là thần hy giọng vân triệt lạnh lùng thiên diệp ảnh nhi cười lạnh nói hừ bác thần vực tồn tại một khối man hoang thần tùy hơn nữa lại chỉ đơn giản rơi vào tay chúng ta như vậy ta thật sự sợ ngươi sẽ dùng hết khí vận vạn năm tiếp theo giọng nói của nàng lạnh đi nhưng mà nếu như chuyện này để cho thần nguyệt vương giới biết được nhất định sẽ đuổi giết chúng ta đến chân trời góc bề đến lúc đó kể cả bác thần vực này cũng khó có chỗ cho chúng ta dung thân bọn họ hiện giờ còn xa mới đến trình độ có thể đối mặt với một phương giới được đến man hoang thần tùy Vân Triệt cũng không tỏ vẻ hưng phấn gì, càng không hề có vẻ kiêng kỵ, nên rời đi. Trước khi đi, thừa dịp người phiền toái nhất không ở đây, thuận tiện lật tung nơi này lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không, đã lấy được man hoang thần tùy rất có thể là do phần Nguyệt Vương rời giấu ở nơi này, nên bằng tốc độ nhanh nhất trốn đi càng xa càng tốt. Nếu ngươi sợ thiên hoang thần giáo đi đối phó với thiên cương vân tộc, vậy không ngại đưa cho bọn họ một phần đại lễ trước. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lóe lên một chút lành lạnh, hôm nay là ngày sinh nhật của thái tử ngu ngốc này, tới thiên hoang thần giáo đều là nhân vật có uy tín danh dự của các đại tông môn cao nhất nhưng nếu như mọi người đều chết ở nơi này hơn nữa bị dọn kho bảo vật đi ngươi đoán thiên hoang thần giáo còn có rảnh rỗi và dư lực đi quản một thiên cương vật tộc không bên ngoài thiên hoang sơn hai bóng người từ xa tới đây là hai dáng người trung niên người phía bên phải áo xanh dâu xanh sắc mặt lạnh cứng không giận mà uy lăng nhiếp tâm tên của hắn đủ để lật chuyển bất cứ một mảnh thổ điện nào ở thiên hoang giới thiên hoang giáo chủ cũng là đại giới phương của thiên hoang giới to lớn này người bên cạnh hắn da trắng không dâu, sắc mặt hiền hòa, nhìn như thường thường không có gì lạ, người vật vô hại, nhưng khi hai người đồng hành, vị trí thân thể của hắn rõ ràng còn ở phía trước thiên hoàng giáo chủ. Nếu như bất cứ người nào ở thiên hoang giới thấy được cảnh tượng này đều sẽ vì vậy mà khiếp sợ líu lưỡi, trên quần áo mà hắn mặc theo xích viêm mặc nguyệt, đủ để cho tất cả huyền giả bắc thần vực sợ du linh hồn. Đó là tượng trưng cho một trong ba đại vương giới của bắc thần vực, phần nguyệt vương giới, cửu thúc, lần này cần xác nhận vật quan trọng gì thiên hoàng giáo chủ nói thật là thần chủ tồn tại vô thượng ở giới này một người đứng ở đỉnh huyền đạo lúc hắn nói chuyện với người bên cạnh giọng điệu rõ ràng mang theo kính trọng thật sâu kể cả dáng ngươi cũng có ý thức thoáng hạ xuống vài phần chẳng lẽ ta còn thật sự đặc biệt vì ngày sinh nhật chăm giáp của điền nhi mà đến người trung niên cười hề hề nói cửu thúc nói rất đúng thiên hoàng giáo chủ hơi lúng túng nói người trung niên nở nụ cười ha 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 điền nhi dù sao cũng là cháu trai của ta ngày sinh nhật chăm giáp đại sự thế này ta đặc biệt đến chúc mừng cũng là theo lý phải làm hy vọng lễ vật lần này có thể thuận theo tâm ý của hắn thiên hoàng giáo chủ vội vàng nói cửu thúc nói lời này ngại chết điền nhi rồi đồ của cửu thúc cho dù là một khối phàm thạch điền nhi cũng chắc chắn tiếc như mạng người trung niên cười cười, cười liếc nhìn hắn đột nhiên nói người yên tâm nhiệm vụ của ngươi không còn lâu nữa sẽ hoàn thành đến lúc đó không chỉ có ngươi ta sẽ mang cả điền nhi về phần nguyệt thiên vực tuy rằng hắn có phần quá mức tham luyến nữ sắc nhưng về huyền đạo mà nói thành tựu tương lai nhất định không giới ngươi chuyện này ngô vương cũng đã thầm cho phép thân hình thiên hoang giáo chủ dừng lại sau đó vui mừng quá đỗi kích động ngàn vạn nói cửu cửu thúc đây đây là sự thật người trung niên nhìn về phía thiên hoang sơn phía trước càng lúc càng gần đột nhiên cảm thán nói chẳng lẽ ta còn sẽ khi dễ ngươi sao ngô vương khổ đợi nhiều năm như vậy cuối cùng thỏa mãn được mong muốn vẻ hưng phấn trên mặt thiên hoang giáo chủ khó có thể bình ổn hằn há to mồm sau do dự cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi cửu thúc có một việc ta thủy chung không rõ nếu là vật quan trọng như vậy chỗ an toàn nhất là bên cạnh thần đế đại nhân vì sao lại muốn người trung niên đào mắt liếc nhìn hắn ánh mắt của thiên hoang giáo chủ co rút lại không dám lên tiếng nữa người trung niên không hề trách cứ mà cười nói chuyện cho tới bây giờ nói cho ngươi biết cũng không sao bởi vì vật kia vốn không phải là vật của ngô vương mà là vạn năm trước khi tịnh thiên thần giới dị biến ngô vương nhân cơ hội tịnh thiên thần giới trong đại loạn mà đoạt được chuyện này thiên hoang giáo chủ kinh hãi trong lòng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này lại vẫn còn liên quan đến tịnh thiên thần giới năm đó cũng là kiếp hồn giới hiện giờ sau này mà hậu trọng trưởng tịnh thiên thần giới cũng đổi tên thành kiếp hồn giới với khôn khéo của nàng nhất định đã sớm biết được sự tồn tại của vật kia từ chỗ tịnh thiên thần đế khi không tìm ra được tự nhiên sẽ hoài nghi do phần nguyệt ta hoặc diêm ma thừa dịp tịnh thiên dị biến trộm đi người đã tận mắt nhìn thấy sự cường đại của kết giới vô trần cho dù ở trong vòng nửa thức đều không cảm giác được khí thức của nó nhưng mà cũng có tai hại, làm vật không gian ở cấp bậc cao nhất, nó không thể bị dung vào tiểu thế giới gì, cho dù mạnh như Ngô Vương cũng không cách nào đưa nó vào trong không gian tùy thân của mình. Mà kết giới vô trần này lại do Tịnh Thiên Thần đến năm đó thiết lập, ai cũng không cách nào cam đoan bên chỗ Tịnh Thiên Thần giờ có thể tìm kiếm được phương pháp tồn tại này hay không. Thần đế đại nhân sợ bị bên chỗ kiếp hồn giới tìm về được. Thiên Hoàng giáo chủ nói, người trung niên nói, không, đây là một nửa nguyên nhân, cho dù ma hậu khôn khéo nữa cũng không thể nghĩ đến ngô vương sẽ để một vật quan trọng như vậy ở trong một tông môn thuộc giới của ngài hắn liếc nhìn thiên hoang giáo chủ một cái sâu sắc một nửa nguyên nhân khác ma hậu quá mức cường đại kể cả là ngô vương cũng không phải vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt đối không muốn nổi lên xung đột với nàng lỡ như chuyện này bị nàng phát hiện như vậy chuyện này không hề liên quan đến phần nguyệt vương giới và ngô vương người hiểu chưa thiên hoang giáo chủ lập tức gật đầu không dám có bất cứ trần trừ gì đã rõ lời nói vừa rồi của cửu thúc thần đế đại nhân đã tìm được phương pháp mở kết giới vô trần ra cố tình mở kết giới vô trần ra đơn giản nhưng làm như thế nhất định sẽ tổn thương vật được phong ấn trong đó muốn không tổn hao gì mở kết giới vô trần ra chỉ có tịnh thiên thần đến năm đó thiết lập ra có thể làm được nhưng mà cho dù là kết giới vô trần lực lượng của nó cũng sẽ theo thời gian mà thong thả tiêu tán ngô vương khổ đợi vạn năm lực lượng của kết giới vô trần đến hiện giờ cũng cuối cùng mau tiêu tán đến mức độ không sai biệt lắm đến lúc đó tất cả đều sẽ viên mãn thiên hoàng giáo chủ giật mình sau đó nói, thì ra là thế. nói đến vạn năm, không biết cửu thúc có còn nhớ rõ chuyện của thiên cương vân tộc không, đại nạn của bọn họ lập tức cũng sẽ đến. hư, chuyện nhỏ như vậy, bản thân dựa vào tâm tình xử lý là được, không cần hỏi ý. người trung niên ngược lại không thèm để ý nói, dạ. thiên hoàng giáo chủ lên tiếng trả lời, lần này ta sẽ một lần nữa xác nhận trạng thái của kết giới vô trần. nếu như tất cả đều như mong muốn, như vậy trong vòng trăm năm các ngươi có thể, thiên hoàng sơn phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm trấn thế. Mặc dù cách rất xa cũng khiến cho linh hồn của hai đại thần chủ bọn họ đều hơi kích động, sau dòng ngâm là ánh lửa màu vàng đột nhiên nổ tung, một chớp mắt đã đầy trời, sắc mặt của hai người đồng thời thay đổi, Thiên Hoàng giáo chủ sợ hãi cầm lên, có người xâm nhập, đi, sắc mặt của người trung niên càng trở nên cực kỳ khó coi, một phát túm lấy Thiên Hoàng giáo chủ, nhằm thẳng mà đi, Thiên Hoàng thái tử điện, tiệc sinh nhật đang tiếp tục, tuy rằng Thiên Hoàng thái tử bỏ bữa tiệc lại, nhưng cho dù hắn vô lễ như thế nào, lại không ai dám chửi vào mặt hắn không có bất kỳ ai rời đi trước thời gian. Ha ha ha, một tiếng cười to vang lên, thiên hoàng thái tử bước trở lại vào trong điện, vẻ mặt ửng đỏ phấn chấn. Mọi người vội vàng đứng dậy đón chào, thiên hoàng đại trưởng lão nhíu mày thật sâu, nhưng không nói gì. Ít nhất hắn còn biết trở về mà không chết ở trên người nữ nhân kia. Thiên hoàng thái tử đi đến trong đại điện, cất cao giọng nói. Hôm nay các vị vì ta mà đến, vừa rồi ta có chuyện không thể không tạm thời rời đi, thật thất lễ, vì đề bù e ngại trong lòng. Hôm nay ta mượn buổi tiệc này đưa một phần đại lễ cho các vị, đại điện nhất thời dung chuyển mọi người nhất tề vang lên không thôi trên mặt thiên hoàng đại trưởng lão cũng lộ ra hứng thú đại lễ điện hạ chuẩn bị đưa đại lễ gì thiên hoàng thái tử mỉm cười đương nhiên là đưa các ngươi xuống dưới địa ngục giọng nói vừa dứt mắt hắn hiện hắc mang thần ảnh của thái cổ thương long ở trên người hiện lên rồi đột nhiên bắn ra tiếng rồng ngâm rung trời ở trọng địa thiên hoang thần giáo này thân là tiệc sinh nhật thái tử đối mặt với thiên hoàng thái tử những người này nào có chút đề phòng nào mà dưới tiếng rồng ngâm đột nhiên bùng nổ mọi người từ thiên hoàng đại trưởng lão đến thần quân bá chủ một phương đến huyền giả trẻ tuổi tu vi tương đối yếu kém này không khỏi hỏng mất ý chí trong nháy mắt rơi vào vực sâu linh hồn hoặc sợ hãi hoặc hắc ám khóe miệng vân triệt nhét lên nụ cười lạnh tàn nhẫn trên người kim viêm thiêu đốt sau ngưng tụ một giây đột nhiên bùng nổ hoàng tuyên cho tàn trong nháy mắt đó giống như nổ tung ra một mặt trời màu vàng trong thiên hoang sơn cuốn mọi người trong đại điện thậm chí vô số huyền giả ở ngoài đại điện vào trong tử vong viên mục ở dưới lực lượng của long thần lĩnh vực linh hồn huyền giả đồng thời hỏng mất lại phải thừa nhận kim ô viêm vô tình đốt diệt ở trong biển lửa cấp tốc bị đốt thành hư vô cánh tay vân triệt rỗi ra tiếp thiên kiếm hiện bóng dáng đã lao ra trong nháy mắt tiếp theo lao thẳng tới vài cường giả có lực lượng thần quân đỉnh phong còn có thể dáng chống đỡ không bị đốt diệt dầm trong hỏa ngục vang lên một tiếng nổ đùng thiên hoàng đại trưởng lão trong sợ hãi tuyệt vọng bị đánh thành vô số khúc trong nháy mắt dầm cũng một thuấn thân cũng nổ vang giống vậy một thần quân đỉnh phong danh chấn thiên hoang giới, có thể nói là tồn tại vô địch ở một phương lĩnh vực cũng bị một kiếm đánh giết, chết không thừa xác. Dâm, dâm, bốn kiếm, bốn thần quân đỉnh phong giống như bốn khúc gỗ mục bị nổ nát vô cùng dễ dàng. Cũng vào lúc này, ánh mắt của Vân Triệt chợt động, bởi vì một khí tức nguy hiểm đang từ phía tây lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Mặc dù khí tức nguy hiểm này còn cách xa, nhưng đã chuẩn xác không gì sánh nổi tập trung chặt chẽ vào hắn, thu hồi kiếp thiên kiếm, Vân Triệt cấp tốc lao ra, một mực vọt tới bên người thiên diệp ảnh nhi trực tiếp mang nàng lên đi gió lốc trên người tôn ra tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn trong nháy mắt bay nhanh về hướng đông nghiệt xúc còn không bó tay nhận lấy cái chết phía sau hai người truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ thiên diệp ảnh nhi liếc nhìn phía sau ánh mắt hơi trầm xuống trở về thật không đúng lúc một thần chủ cấp một một người khác rất có thể là thần chủ trung cấp nàng than nhẹ nói xem ra không thể nào diệt khẩu được nếu như man hoang thần tùy kia thật sự do phần nguyệt phương rơi giấu ở nơi này lần này xem như chúng ta đã chọc phải một tổ ong vò vẽ cực lớn nhưng mà bây giờ bọn họ còn không biết được man hoang thần tùy vốn thuộc về tịnh thiên thần giới lúc trước hiện giờ là kiếp hồn giới nói cách khác bọn họ lấy đi man hoang thần tùy chọc không phải chỉ có một tổ ong vò vẽ cực lớn mà là hai cái sau khi đạt được lực lượng phong bạo trải qua tìm hiểu được và khống chế trong khoảng thời gian này vân triệt đã có thể mượn dùng phong bạo huyền lực làm cho tốc độ của mình tăng lên một cấp bậc nhưng cho dù như vậy tốc độ cực hạn của hắn cũng quả quyết khó đạt đến một thần chủ trung kỳ khi tức ở sau lưng cấp tốc gần hơn ánh mắt của vân triệt chợt lóe diêm hoàng mở ra tốc độ lại một lần nữa tăng mạnh nhất thời khoảng cách miễn cưỡng không bị thu ngắn nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi mà trạng thái diêm hoàng không thể kéo dài lâu lắm một khi đạt tới cực hạn chẳng những sẽ bị nhanh chóng đuổi theo tiêu hao và gánh nặng vĩ đại cũng sẽ khiến sức phản kháng trở nên đặc biệt yếu ớt vân triệt nhíu chân mày lại nhưng không sợ hãi thiên diệp ảnh nhi cũng như thế ở phía sau người trung niên và thiên hoang giáo chủ bị hắn chộp vào trong tay cũng khiếp sợ vạn phần bọn họ là ai có ân oán gì với các ngươi người trung niên hỏi trong lòng có kích động như biển cả có thể có tốc độ ngang hàng với hắn nhân vật bậc này hắn không thể nào không biết được nhưng khí tức của người phía trước rõ ràng vô cùng xa lạ hơn nữa nhân vật như vậy vì sao lại công kích thiên hoang thần giáo thiên hoang giáo chủ vô cùng xác định nói không biết những năm này chúng ta chưa bao giờ kéo dài thế lực ra khỏi phạm vi thiên hoang giới không có khả năng đắc tội người của tinh giới khác mà thiên hoang giới tuyệt đối không tồn tại nhân vật bậc này chân mày người trung niên càng trầm trong lòng nảy sinh bất an đuổi theo vẫn tiếp tục tốc độ đáng sợ tuyệt luân vượt qua gió lốc của lấy cũng đáng sợ như vậy đã không biết xẹt qua khoảng cách xa xôi cỡ nào lúc này cánh tay của vân triệt ở trên lưng thiên diệp ảnh nhi đột nhiên siết chặt theo thái cổ huyền chu xuất hiện hai người lập tức biến mất ở nơi đó cũng biến mất trong linh giác của người trung niên và thiên hoang giáo chủ cái hai người kinh hãi biến sắc thân hình đột nhiên dừng lại nhưng phạm vi tầm mắt phạm vi linh giác không còn sự tồn tại của vân triệt và thiên Diệp ảnh nhi một chút khí tức đều không thể tìm được trên không thiên hoang thần giáo bóng dáng của vân triệt và thiên diệp ảnh nhi hiện ra vân triệt nhìn chằm chằm phía dưới ánh mắt trầm thấp trong tay thoáng hiện hắc mang kiếp thiên ma đế kiếm dơ lên cao cao trong nháy mắt âm u khắp trời tuy rằng lần này thái cổ huyền chu xuyên qua không gian cũng không tính quá dài nhưng vẫn cần tiêu hao cực kỳ to lớn đây không thể nghi ngờ khiến vân triệt rất không cao hứng người định làm gì thiên diệp ảnh nhi trầm giọng nói lấy thái cổ huyền chu thoát khỏi hai đại thần chủ đổi giết nhưng vị trí xuyên qua tới chính là thiên hoang thần giáo và lại chuyện vân triệt đang làm chính là không che giấu khí tức trốn đi mà ma kiếm giữa rời tương đương với cố tình đặt bản thân vào hiểm địa vân triệt không đáp kiết thiên ma đế kiếm hắc mang chùm không và lúc này người của thiên hoang thần giáo cũng phát hiện ra chỗ của vân triệt bắt đầu cấp tốc vây lên đúng lúc này các nơi của thiên hoang thần giáo mấy trăm cột sáng tối đen phóng lên cao dưới cột sáng một huyền trận hắc ám bao phủ toàn bộ thiên hoang thần giáo đột nhiên hiện lên phóng xuất ra hắc ám huyền quang u ám khoảnh khắc hắc ám huyền trận xuất hiện thiên hoang thần giáo vốn sớm đại loạn nhất thời kinh hãi kêu lên đầy trời đây là đại trận che tông ánh mắt của thiên diệp ảnh nhi chợt lóe không hiện giờ là đại trận hủy tông vân triệt lành lạnh nói nhỏ đây cũng là năng lực của hắc ám vĩnh kiếp thiên diệp ảnh nhi ngước mắt nhìn hắc mang trên thân kiếm của vân triệt đôi chóng mắt màu vàng bị chiếu rọi thành màu đen hoàn toàn hắc ám vĩnh kiếp Sang thế thần lực thuộc về kiếp thiên ma đế lực lượng cấp bậc này vốn chỉ thuộc về kiếp thiên ma đế kiếp uyên đừng nói phàm nhân kể cả chân thần và sang thế thần khác cũng tuyệt đối không có khả năng khống chế nhưng nó ở trên người vân triệt lại hiển lộ rõ ràng ma uy càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi và lại tiến cảnh cực nhanh đại trận che tông át chủ bài cuối cùng của một tông môn cũng chỉ có ở dưới tuyệt cảnh chính thức mới khởi động lên lực lượng này vốn đều sẽ đồng thời nối liền với linh hồn của mấy nhân vật quan trọng nhất trong tông môn những người khác muốn cố tình khởi động hoàn toàn là người si nói mộng, mà bây giờ, nàng lại tận mắt nhìn thấy Vân Triệt cố tình khởi động, và lại vô cùng dễ dàng khởi động đại trận che tông của Thiên Hoang Thần. Dâm, tất cả lực lượng hắc ám bị phóng tích hoàn toàn, mãnh liệt bùng nổ, trong khoảnh khắc đại trận che tông hóa thành đại trận hủy tông khủng bố tuyệt luân, toàn bộ Thiên Hoang Thần giáo đều bị hắc ám nốt hết hoàn toàn, như đột nhiên rơi vào vực sâu hắc ám tử vong, tiếng kêu thảm thiết vô tận rót thành một khúc nhạc đưa ma khiến trời đất run rẩy ngươi càng lúc càng giống với ác nhân đủ tư cách nhìn phía dưới thiên diệp ảnh nhi nói lấy hắc ám vĩnh kiếp cố tình thúc giục huyền trận hắc ám của người khác nắm giữ năng lực nghịch thiên này tương lai không biết sẽ trở thành ác mộng của bao nhiêu người vân chỉ thu kiếm nhưng không lập tức rời đi ánh mắt chuyển hướng sang phía kho bảo vật lúc trước xâm nhập trong mắt chợt lóe hắc mang ngón tay điểm vào mi tâm giây lát khi ngón tay hắn rời khỏi mi tâm một điểm hắc mang mỏng manh lóe ra lợn lờ ở đầu ngón tay hắn sau đó theo ngón tay hắn điểm ra nhẹ nhàng bay xuống phía dưới. Đây là cái gì? Đây là năng lực mà thiên diệp ảnh nhi chưa từng thấy ở trên người Vân Triệt. Vân Triệt nói, hắc ám hình chiếu, xem như một trong những năng lực đẳng cấp thấp nhất trong hắc ám vĩnh kiếp, dinh dáng đến man hoang thần tủy bọn họ nhất định sẽ đi thăm dò, nói không chừng cứ phun ra lai lịch của nó như vậy. Thiên diệp ảnh nhi nhàn nhạt, nhạt khinh bỉ, thấp nhất, năng lực của ma đế, cho dù là thấp nhất, cũng là lực lượng nghịch thiên không hơn không kém đối với hiện thế. Khả năng hình chiếu cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, năm đó ở viêm thần giới, Vân Triệt đã từng thấy Chu Tước Tông Chủ Diễm Vạn Thương Mượn dùng lực lượng của Táng Thần Hòa Ngục thi triển hình chiếu Chu Tước khoảng cách cực dài tại Hội Huyền Thần, trụ Thiên Giới còn dùng hình chiếu tới từng góc của Đông Thần Vực. Hắc Ám Hình Chiếu mà Vân Triệt thi triển ra thật sự vốn từ lực lượng của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, cũng thật sự là năng lực hình chiếu quá mức bình thường nhất. Nhưng chỗ đặc thù là lấy cấp bậc cực kỳ cao của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, sự hiện hữu của nó không có khả năng bị bất cứ kẻ nào của hiện thế phát hiện ra được. Thay đổi khí tức đi, Vân Triệt lại liếc nhìn xuống dưới mang theo thiên diệp ảnh nhi cấp tốc bay đi hướng nam thiên diệp ảnh nhi có thể mượn dùng nghịch uyên thạch ở trên người thay đổi khí thức bất cứ lúc nào còn vân triệt có hắc ám vĩnh kiếp trong người khí tức hắc ám tràn ra ngoài có thể tùy ý thay đổi hiện giờ thoát khỏi linh giác của hai đại thần chủ bọn họ muốn tìm hai người đã khó càng thêm khó bởi vì cho dù linh giác của hai đại thần chủ này quét tới cũng sẽ trực tiếp bỏ qua khí tức của hai người hoàn toàn xa lạ này vẫn rời khỏi thiên hoang thần giáo khoảng cách rất xa tốc độ của vân triệt và thiên diệp ảnh nhi bắt đầu chậm lại Vân Triệt giải trừ huyễn quang lôi ẩn, đột nhiên liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói: "Đeo mặt nạ lên." Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng liếc sang, "Thứ kia, khi người kêu ta tháo xuống, ta đã thuận tay bỏ đi rồi, thế nào, người không chú ý?" Vân Triệt đưa tay chảo, một khối huyền tinh hắc ám lực hắn chộp vào trong lòng bàn tay, trong tay chợt lóe lên sáng rọi, hắc ám huyền tinh đã hóa thành hình dáng một chiếc mặt nạ quy củ, sau đó đưa cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, "Đeo lên." Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không đưa tay đón lấy, kể cả mặt đều quay đi, có hiểu vì sao ta muốn vứt sạch không? Thứ xấu xí đen tuyền này, ngươi vẫn giữ cho mình mang đi. Vân Triệt nhíu nhíu mày, bàn tay vừa lật, khí tức hắc ám trong huyền tinh bị cấp tốc xua tan. Thoáng ngẫm nghĩ, huyền quang trên tay khẽ thay đổi, rót vào trong huyền tinh một chút băng hoàng thần lực, hóa thành màu băng lam tinh thuần trong suốt, lại ngẫm nghĩ, biến hình dạng thành cánh phượng coi như tinh xảo, vậy còn không kém nhiều lắm. Thiên Diệu Ảnh Nhi cuối cùng quay ánh mắt lại, tay ngọc vừa chảo trực tiếp cầm lấy từ trong tay Vân Triệt, đeo lên trên mặt, cũng che đi hơn phân nửa ngọc nhan của nàng. Bọn họ quả nhiên đi nơi đó. Và lúc này Vân Triệt đột nhiên nói, trong mắt hắn có một luồng hắc mang khác thường đang chớp động, hiện cụ thể ra cho ta nhìn xem. Thiên Diệp Anh Nhi nói, sự tình liên quan đến man hoang thần tùy thần vật hiện ra thế gian nhất định kinh động thiên hạ này, nàng khó mà không sinh ra hứng thú được. Vân Triệt không cự tuyệt, ánh mắt chật lé, hắc vụ phía trước di động, trung tâm hắc vụ là một hình ảnh dần dần phóng lại. Trong tấm hình rõ ràng là hai người trước đó đuổi giết bọn họ, thiên hoàng giáo chủ và một người trung niên rất có khả năng đến từ phần nguyệt vương giới mục tiêu trong đuổi theo đột nhiên biến mất ly kỳ không dấu vết hai người kinh hãi không thôi động tĩnh bên chỗ thiên hoàng sơn lại làm cho bọn họ kinh hãi hơn vội vàng chạy về tất cả trong tầm mắt làm cho bọn họ không thể nghi ngờ hoảng sợ tới cực điểm sao lại thế này đây là có chuyện gì tứ chi của thiên hoàng giáo chủ lạnh như băng ra đầu run lên sắp hỏng mất đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì trong mắt co rụt lại nỉ non một tiếng điền nhi rồi cuống quýt vọt xuống nhưng cánh tay hắn lại bị tóm chặt lấy vừa mới quay đầu lại phát hiện sắc mặt của đối phương còn đáng sợ hơn hắn không quan tâm điển nhi gì cả kết giới vô trần nhanh đi xem kết giới vô trần thiên hoang giáo chủ giật mình suy nghĩ tỉnh táo hơn phân nửa vội vàng nói cửu thúc yên tâm yên tâm kho bảo vật không ai có thể xâm nhập hơn nữa kết giới vô trần tồn tại bậc này cho dù như thế nào đều khó có khả năng bị người tìm được đừng nói nhảm nhanh đi nhanh đi đối với hắn mà nói thứ trong kết giới vô trần còn quan trọng hơn thiên hoang thần giáo. Mười cái thiên hoang thần giáo, hai người lại bất chấp gì khác, bóng dáng lướt cấp xuống. Đại trận che tông bị cố tình khởi động hủy diệt đi gần ba thành thiên hoang thần giáo. Mặc dù kho bảo vật được nhận đến bảo hộ cực hạn nhất, nhưng nó vừa khéo ở trung tâm đại trận che tông. Khi lực lượng che tông bị khởi động thành lực lượng hủy diệt, nó nhận đến đánh sâu vào không thể nghi ngờ là lớn nhất, bị phá hủy hơn phần nửa. Nhìn kho bảo vật bị bại lộ ra dưới ánh mặt trời, hơn nữa rõ ràng bị chuyển sạch bốn phía, sắc mặt của hai người nhất tề tha đổi bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới góc che giấu kết giới vô trần kia hình ảnh nhìn thấy khiến hai người đều vong hồn bốc lên người trung niên bước chân về sau cả người lạnh lẽo hắn đột nhiên túm lấy thiên hoàng giáo chủ hai mắt lồi ra dữ dội giống như điên quát lên kết giới vô trần kết giới vô trần đâu đi đâu rồi đi đâu rồi thiên hoàng giáo chủ đã triệt để hồn bay lên trời ta không biết sáu canh giữa trước ta còn cố ý xác nhận lại không thể nào không có khả năng toàn thân người trung niên run lên, gương mặt đen như ác quỷ, năm ngón tay khom lại gần như cào ra máu. Ngươi, ngươi, ngươi cũng biết Ngô Vương coi trọng thứ trong kết giới vô trần bao nhiêu, ta cho ngươi biết, tội lớn này, ngươi chính là có ngàn vạn cái mạng, đều chuộc không nổi. Sắc mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, nhìn lướt qua trang phục của người trung niên, hử nhẹ nói: "Ngô Vương, người này quả nhiên là thần sử của phần Nguyệt Vương giới, nói cách khác, Man Hoang thần tùy kia quả nhiên là vật của phần Nguyệt Vương giới, chính là vì sao phần nguyệt vương giới không sử dụng nó ngược lại giấu giếm nó ở nơi này thiên diệp ảnh nhi khẽ lẩm bẩm thiên hoàng giáo chủ gắt cao bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng là hai người kia nhất định là bị hai người kia lấy đi chỉ cần bắt được bọn họ là có thể đoạt kết giới vô trần lại bọn họ bọn họ nhất định chạy không xa phần nguyệt thần sử cười lạnh sao ngươi không dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ xem sao bọn họ lại đặc biệt đến đây còn chuẩn xác tìm được chỗ của kết giới vô trần như vậy thiên hoàng giáo chủ sừng sốt sắc mặt lại thay đổi chẳng lẽ bọn họ là phần nguyệt thần sử thấp giọng nói kiếp hồn giới bọn họ nhất định là người của kiếp hồn giới kết giới vô trần vô tức vô hình cũng chỉ có kiếp hồn giới mới có thể cảm ứng được chỗ của kết giới vô trần này vân triệt và thiên diệp ảnh nhi đồng thời sửng sốt kiếp hồn giới màn hoang thần tủy này có liên quan gì đến kiếp hồn giới thiên diệp ảnh nhi lẩm bẩm nàng đột nhiên có cảm giác bất an phần nguyệt thần sử không nói chuyện nữa hắn buông thiên hoang giáo chủ ra bay vút lên không trung hai tay xòe ra trước, phía trước nhất thời chiếu lên một huyền trận hắc ám hình trăng tròn, theo huyền trận xoay tròn, chậm rãi chiếu ra một hình ảnh mơ hồ, mặc dù chỉ là một hình ảnh không rõ ngũ quan, chỉ có thể mơ hồ nắm được bóng dáng đại khái, nhưng lại không tiếng động phóng thích ra uy lăng lớn đến như ngập trời, đối mặt với hình ảnh mơ hồ này, phần nguyệt thần sử bái xuống trong không trung. Bái kiến Ngô Vương, quấy giày Ngô Vương tịnh tu, tội đáng chết vạn lần, đột nhiên nghe thấy lời ấy, toàn thân Thiên Hoàng giáo chủ chợt run lên, một luồng lạnh cứng thấm thẳng vào xương cốt toàn thân hai đầu gối lập tức khuỵu xuống đất cho dù thân thể hay giọng nói đều trong sợ hãi run run cực độ tiểu vương thiên hoang bái kiến bái kiến phần nguyệt thần đế thiên diệp ảnh nhi nheo mắt nói nhỏ thật phấn khích quả nhiên kinh động đến phần nguyệt thần đế đáng tiếc không thấy rõ được mặt của hắn ta ngược lại thật sự muốn biết thần đế của bác thần vực này có vẻ mặt như thế nào có đại sự gì giọng nói của phần nguyệt thần đế truyền ra từ trong huyền trận từng chữ ma uy dung hồn nếu như không phải đại sự một phần nguyệt thần sử không dám phát động huyền trận này ít hầu phần nguyệt thần sử giật giật lắp bắp ra tiếng thưa ngô vương kết giới vô trần giấu ở thiên hoang giới bị bị phần nguyệt thần sử dừng nói không còn cách nào nói tiếp được bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một ánh mắt vô cùng đáng sợ trong nháy mắt vừa rồi gần như đâm xuyên qua linh hồn run rẩy của hắn một trận trầm mặc vô cùng đáng sợ giọng nói của phần nguyệt thần đế lại vang lên chỉ có hai chữ là ai ánh mắt của phần nguyệt thần sử nhìn sang thiên hoàng giáo chủ thiên hoàng giáo chủ trong e sợ nhanh trí đột nhiên kêu lên ta nhớ ra rồi hai người kia trong hai người kia có một người tên là tên vân triệt phần nguyệt thần sử chợt quay đầu lại ngươi nói cái gì người xác định là cái tên này ta chưa từng nghe nói tới trong kiếp hồn giới có nhân vật như vậy thiên hoàng giáo chủ run giọng nói không hắn không phải là người của kiếp hồn giới ngay tại mấy ngày trước đại hộ pháp thần hư đạo nhân của tông ta đến thiên cương vân tộc bị một người tên là vân triệt giết chết tin tức truyền về nữ nhân đồng hành với hắn có mái tóc vàng cực kỳ hiếm thấy, mà hai người vừa rồi, nữ nhân kia, vừa khéo cũng có mái tóc màu vàng. Ta ở thiên hoang giới nhiều năm như vậy chưa từng thấy nữ nhân nào có mái tóc màu vàng, đây tuyệt đối sẽ không phải là trùng hợp. Ngoài ngàn dặm, Vân Triệt Nghiêng đầu liếc nhìn thiên diệp ảnh nhi, lạnh lùng nói, đầu tóc của ngươi thật sự vướng bận, vì sao không ẩn đi, đã không còn lực lượng phạm thần. Thiên diệp ảnh nhi càng hận thiên diệp phạm thiên thấu xương, lại thủy chung không chịu bỏ đi màu mái tóc của mình. Thiên diệp ảnh nhi nói, huyền công của phạm đế thần giới sẽ bắn ra huyền qua màu vàng cũng có thể hóa tóc thành màu vàng sáng nhưng màu tóc của ta vốn không phải do phạm thần thần lực ta sử dụng lúc đầu mà đến từ mẫu thân của ta vân triệt cho nên đây là thứ mà ta không thể bỏ qua nhất thiên diệp ảnh nhi nói câu nói này không có lạnh như băng chỉ có cố chấp bình thản vân triệt hạ lệnh không ai kêu ngươi bỏ qua ẩn đi chắc ngươi ghét nhất thứ sơ hở này đi huống chi còn là sơ hở rõ ràng như thế thiên diệp ảnh nhi hử lạnh một tiếng trong mắt chợt lóe lên hắc mang nháy mắt tóc vàng của nàng dưới hắc quang lượn lờ hóa thành màu tối đen giống như bóng đêm vân triệt hắn là người của tội vân tộc kia phần nguyệt thần sử trầm giọng nói thiên Hoang giáo chủ nói không mấy ngày gần đây ta chuẩn bị đại sự chưa tự mình đi tới tội vân tộc nhưng cũng điều tra rõ lai lịch của vân triệt hắn không phải là người của tội vân tộc mà đến từ u khơ nam giới và một tháng trước mới đến thiên Hoang giới xem ra trong thiên cương vân tộc có cơ sở ngầm của thiên Hoang thần giáo thiên diệp ảnh nhi nói đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao vân triệt lạnh lùng nói Giọng nói của Thiên Hoang giáo chủ trở nên thiết tha dồn dập, Trả được thân phận của hắn, lấy lực lượng thông thiên của Phần Nguyệt Vương giới, cho dù như thế nào hắn đều khó có khả năng chạy thoát, kết giới vô trần nhất định sẽ lập tức quay trở về trên tay thần đế đại nhân. Trong huyền trận, Phần Nguyệt thần để trầm mặc, mà vào lúc này, một giọng nói nữ tử vang lên. Người xác định người kia tên là Vân Triệt, giọng nói này mơ hồ nhẹ nhàng, lại gần trong căng tắc, Phần Nguyệt thần sử và Thiên Hoang thần giáo đồng thời dựng thẳng tóc gáy toàn thân lên, đột ngột xoay người lại một nữ tử đứng yên trong không trung, quanh thân thải quang trong vắt, cách bọn họ chỉ không đến 20 trượng ngắn hủi, mà khoảng cách gần như thế, hai đại thần chủ này thế mà lại không hề phát hiện. Người này, hà, chân mày thiên diệp ảnh nhi khẽ nheo lại, nàng ta đột nhiên xuất hiện ở trong hình chiếu, không hề có bất cứ tiếng động gì, giống như là quỷ ảnh huyễn hóa ra từ trong hư không. Thiên hoang giáo chủ và phần nguyệt thần sử hai thần chủ cường đại, phản ứng của bọn họ đều đang xác minh thực lực của người này cực kỳ đáng sợ, nhất là có thể khiến cho phần nguyệt thần sử một thần chủ trung kỳ không hề phát hiện ra khi đến gần ở khoảng cách như thế kia không sai biệt lắm phải cách biệt nửa đại cảnh giới mới có thể làm ra được hơn nữa nàng ta nói ra câu nói kia dường như nàng ta biết được cái tên vân triệt này nữ tử một thân áo sặc sỡ cực kỳ kỳ dị so với nói là xiêm y càng giống như vô số màu sắc sặc sỡ xếp chồng lên nhau kể cả mái tóc dài của nàng ta cũng đều đủ màu sắc chung quanh cũng vờn quanh vầng sáng kỳ dị không ngừng biến hóa nhưng mà Mặc dù quanh thân nàng ta giải sáng nhiều màu gợn sóng, nhưng không hề có vẻ rối loạn, chỉ có một cảm giác đẹp như mộng ảo. Mặt khác, nhưng giải sáng nhiều màu này cũng không phải là quang mang bình thường, giống như có thể ngăn cách khí tức trên trình độ thật lớn, rõ ràng cách gần như thế, và lại ở ngay trong tầm mắt. Nhưng cho dù phần nguyệt thần sử hay là thiên hoang giáo chủ lại gần như không nhận ra được sự tồn tại của nàng, giống như kia là hư ảnh nhiều màu chỉ thoáng đụng chạm sẽ tan biến người là. Tuy rằng dưới ánh sáng nhiều màu che khuất, phần nguyệt thần sử không cách nào nhìn thấy rõ bóng dáng và gương mặt của nàng nhưng giải sáng nhiều màu trước mắt có thể ngăn cách được khí tức để trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái tên một cái tên để cho linh hồn hắn lập tức hồi hộp lúc này trong huyền trận màu đen truyền đến giọng nói trầm thấp của phần nguyệt thần đế ma nữ thứ bảy người sẽ xuất hiện ở trong này cũng sẽ không phải là chủng họp đó chứ ma nữ thứ bảy bốn chữ nói ra khỏi miệng phần nguyệt thần đế khiến thiên hoang giáo chủ hoàng hốt thất sắc nữ tử giải sáng nhiều màu quanh quẩn trước mặt này đúng là một trong những ma nữ dưới chướng ma hậu tồn tại đứng ở tầng diện tối cao bắc thần vực giọng ma nữ thứ bảy u ám thật đáng tiếc trên đời này lại có nhiều trùng hợp như vậy ta chẳng qua vừa khéo gần đây lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh của chủ nhân thần vật của kiếp hồn giới ta bị mất vạn năm xuất hiện cảm ứng ở chỗ này nhưng mà phần nguyệt thần đế ngươi sẽ không nói với ta rằng hình chiếu và thần sử của ngươi xuất hiện ở nơi đây cũng là một trùng hợp đó chứ giọng nói của ma nữ thứ bảy rõ ràng trầm ly cho dù đối mặt là phần nguyệt thần đế nàng không chỉ thấy được phần nguyệt thần sử và hình chiếu của phần nguyệt thần đế còn nghe thấy lời bọn họ nói phần nguyệt thần đế nhịn tức giận nhàn nhạt cười ha ha đã phật quy nguyên chủ việc nhỏ khác có quan trọng gì chứ ma nữ thứ bảy cười lạnh một tiếng phật quy nguyên chủ nếu như quả thật là chúng ta lấy đi như vậy tất cả lực lượng đều sẽ dùng để quay về bảo vệ chủ nhân sao ta lại sẽ hiện thân ở đây phần nguyệt thần đế sở dĩ chủ nhân phát hiện ra là vì trên món thần vật đó có ấn ký đặc thù năm đó tịnh thiên thần đế lưu lại lúc trước có kết giới vô trần ngăn cách không cách nào cảm giác được mà trong khoảnh khắc mới vừa rồi cảm giác được chứng minh nó chẳng những bị người lấy đi hơn nữa kể cả kết giới vô trần đều đã bị mở ra cái gì giọng nói của phần nguyệt thần đế trở nên trầm thấp muốn cố tình mở kết giới vô trần ra cực kỳ khó khăn bằng không mạnh như phần nguyệt thần đế cũng sẽ không thể trăm phương ngàn kế trọn vẹn vạn năm đều giấu ở thiên hoang thần giáo còn nếu như kết giới vô trần thật sự bị mở ra, cũng không nghi ngờ gì đối phương có thể sử dụng hết man hoang thần tùy trong đó bất cứ lúc nào. Đến lúc đó đã không còn khả năng tìm về, mà trăm phương ngàn kế trong vạn năm này của hắn lại triệt để hóa thành bọt nước, hoàn toàn làm áo cưới cho người khác. Còn chắc chắn nhận lấy lửa giận của ma hậu, những năm này chủ nhân nhà ta chưa từng dừng tìm kiếm tung tích của thần vật. Thời gian vạn năm cũng tích lũy lửa giận vạn năm, phần nguyệt thần đế, nếu chủ nhân nhà ta thật sự tức giận, sẽ có hậu quả đáng sợ cỡ nào tin tưởng ngươi rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào phần nguyệt thần đế không nói gì mặc dù chỉ là một cái bóng nhưng vẫn khiến tất cả mọi người có một cảm giác âm trầm làm cho người ta vô cùng sợ hãi cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện chủ nhân nhà ta có thể tìm được thần vật về bằng không ta thật sự không nghĩ ra được phần nguyệt thần đế ngươi sẽ ăn nói như thế nào mới có thể bình ổn được phẫn nộ của chủ nhân nhà ta giọng nói của ma nữ thứ bảy vừa dứt cánh tay nàng chìa ra hình ảnh nhiều màu trên người đột nhiên cuốn ra như ngàn vạn sợi tơ màu sắc rực rỡ quấn quanh về phía thiên hoàng giáo chủ Giới vương thượng vị cường đại này chỉ còn kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi rồi đã triệt để bị nhốt trong một kết giới nhiều màu, gần như không hề có sức dãy dụa. Trong mắt phần nguyệt thần sử co rúm lại, bước chân vội vàng lui lại, ma nữ thứ bảy lạnh lùng nói, con chó làm việc bất lợi này, ta sẽ thay ngươi thu lại, tin tưởng phần nguyệt thần để ngươi không có ý kiến đi. Cái tên vân triệt này là từ trong miệng thiên hoàng giáo chủ thốt ra, hắn hiển nhiên biết rất nhiều tin tức có ích, hừ, đại bổn vương vấn an ma hậu, phần nguyệt thần đế lạnh lùng hừ khẽ, và lúc này huyền trận cũng đột nhiên tan biến cung tiễn ngô vương phần nguyệt thần sử cố gắng chấn định nhưng đối mặt với ma nữ sợ hãi vốn đến từ nhận thức với linh hồn này lại căn bản không cách nào hoàn toàn áp chế hiện giờ hiện giờ việc cấp bách là tìm thần vật về tên trộm kia khẳng định chưa đi xa lấy khả năng của ma nữ điện hạ muốn bắt giữ lại dễ như trở bàn tay tại hạ nguyện trợ giúp ma nữ điện hạ một tay nữ tử trước mắt là ma nữ thứ bảy họa cầm của kiếp hồn giới có danh xưng vạn thải huyễn cơ nghe đồn nàng có ngàn khuôn mặt vạn thủ đoạn nghe nói trừ bỏ ma hậu ra chưa từng có ai nhìn thấy khuôn mặt chân chính của nàng dưới trướng ma hậu có bảy ma nữ mỗi một người đều có sở trường riêng của mình chỗ cường đại nhất của ma nữ thứ bảy là biến ảo của nàng có thể nói bắc vực phu song dịch dung dịch thanh dịch hình dịch tức của nàng nghe nói không ai có thể nhìn thấu được ma nữ hoạ cầm xoay người sang chỗ khác ta đã bày ra thiên la địa võng ở thiên hoang giới này thừa dịch hiện giờ ta không muốn ô uế bàn tay của mình cốt đi bước chân của phần nguyệt thần sử luôn luôn lui về phía sau nghe được câu nói này phản ứng đầu tiên của hắn không phải là sỉ nhục và phẫn nộ mà là như nhặt được đại xá lại không dám thốt ra một lời hoảng hốt mà đi lại thêm một ma nữ vân triệt nói nhỏ một tiếng không lâu mới gặp được một nam hoàng thiền y khó khăn làm mới ổn định được lại gặp thêm được một người nữa thiên diệu ảnh nhi tức giận nói ngươi nên cẩn thận tự hỏi mình xem ở bắc thần vực nhân vật như ma nữ cả đôi ngươi thường đều khó nhìn thấy một lần ngươi tới bắc thần vực mới được một năm lại liên tiếp gặp được hai người quả thật giống như bị ngươi thể chất tai thế này hút đi vậy vân triệt thiên diệp ảnh nhi đột nhiên đưa tay tung lấy phân triệt đi lập tức rời khỏi nơi này đi đâu thái sơ thần cảnh thiên diệp ảnh nhi thong thả mà trầm thấp nói vân triệt nói không cần chứ bọn họ không tìm được chúng ta hắn có thể dịch dung có thể biến ảo khí tức hắc ám thiên diệp ảnh nhi lại có nghịch viên thạch hai người có thể ẩn nấp đến trình độ lớn nhất về phần man hoang thần tùy tuy rằng trên đó có ấn ký truy tung nhưng đặt ở trong thiên độc châu ấn ký có cường đại hơn nữa cũng không thể bị cảm ứng được Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, "Không, mức độ nghiêm trọng của chuyện này đã vượt xa tưởng tượng lúc trước, vốn cho rằng nhiều nhất chỉ treo chọc một phần Nguyệt Vương giới thôi, hiện giờ lại kéo thêm một kiếp hồn giới." Giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi dần dần thấp đi. "Ngươi cho rằng lấy khả năng ẩn nấp bây giờ của chúng ta sẽ không có chút sơ hở nào? A, à, xem nhẹ Vương giới, ngươi sẽ chết cực kỳ bi thảm, huống chi là hai vương giới, trên đời này chưa bao giờ có không có chút sơ hở chân chính, ngươi sẽ không nhanh quên mất giáo huấn của Nam Hoàng Thiền y đó chứ?" lấy thực lực của chúng ta bây giờ gặp được bất cứ một cái nào trong hai đại vương giới đều sẽ cửu tử nhất sinh thiên diệp ảnh nhi tiếp tục nói mặt khác vấn đề hiện tại đã không đơn thuần là chúng ta lấy được man hoang thần tùy bắc vực ma hậu mượn dùng miệng của nam hoàng thiền y lúc trước dùng chính là tư cách hợp tác với chúng ta chúng ta miễn cưỡng lấy ước hẹn 300 năm kéo dài lúc này bên chỗ bắc vực ma hậu kia sẽ nhanh chóng biết được man hoang thần tùy là do chúng ta lấy đi khi đó tốc độ phát triển của ngươi sẽ bị bại lộ lần đầu khi gặp nam hoàng thiền y đánh bại thần quân trung kỳ đều đã là cực hạn của cả ta và ngươi lúc này lại hủy diệt một thiên hoang thần giáo khá lớn còn đánh mở kết giới vô trần mà ngay cả phần nguyệt thần để đều bó tay chịu thua thời kỳ này còn chưa tới một năm tốc độ phát triển như vậy đủ để khiến cho ma hậu khiếp sợ rất nhiều lập tức nhận ra ước hẹn 300 năm trước đó chỉ là ngụy trang để mê hoặc nàng nàng muốn gọi ngươi vào kiếp hồn giới nhìn chúng chính là tiềm lực của ngươi tiên đoán chân thần của ngươi và thù hận đối với đông thần vực nhưng bởi vì vậy nàng tuyệt đối sẽ không trước khi hoàn toàn không chế ngươi lại cho phép ngươi trưởng thành đến mức độ nàng không cách nào nắm được trong tay. Lúc trước, theo lẽ thường, 300 năm ngắn ngủi, cho dù như thế nào ngươi đều khó có khả năng trưởng thành đến mức độ mà nàng không cách nào nắm được trong tay. Nhưng sau ngày hôm nay, nàng sẽ tuyệt đối không cho rằng như vậy, càng không có khả năng thật sự sẽ yên tĩnh trước kỳ hạn 300 năm. Chúng ta cầm cán chuôi của Nam Hoàng Thiền Y, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến Nam Hoàng Thiền Y, nhưng nhất định không có khả năng ảnh hưởng đến Ma Hậu. Đôi mắt Thiên Diệp ảnh nhi chuyển qua, nhìn chăm chú vào Vân Triệt, "Ngươi có biết vì sao kiếp hồn giới lại tên là kiếp hồn không? Nếu như bây giờ ngươi rơi vào trong tay Ma Hậu Bắc vực, cuộc đời còn lại của ngươi có lẽ đều sẽ trở thành con rối của nàng, ngàn vạn lần đừng hoài nghi nàng có làm được hay không. Ta tự nhận thông minh, lại cả đời bị Thiên Diệp Phạm Thiên lão tặc kia đùa bỡn trong tay, mà Bắc vực Ma Hậu Trì Vũ thập, nàng ta lại là người khiến lão tặc kia sinh ra bóng ma, bây giờ ngươi không có bất cứ tư cách gì chống lại nàng, nghe hiểu chứ? Còn gì nữa không?" vân triệt nói chỗ sâu trong đôi mắt của thiên diệp ảnh nhi chớp động lên dị quang man hoang thần tùy vốn nên là vật đã diệt tuyệt một khối rơi vào trong tay chúng ta rất có thể là một khối duy nhất hiện thế thậm chí hậu thế nếu trực tiếp dùng hết sẽ quá mức đáng tiếc nếu như có thể tìm được thái sơ thần quả ở thái sơ thần cảnh tới luyện thành man hoang thế giới đan con đường báo thu của cả ta và ngươi có thể không chỉ đơn giản là tiến lên một bước như vậy nói không chừng khi đó ngươi có thể mượn dùng lực lượng hắc ám vĩnh kiếp chân chính có tư cách hợp tác với bắc vực ma hậu vân triệt thiên diệp ảnh nhi thấp giọng nói ngươi yên tâm chi vũ thập là một người thông minh lại cực kỳ có dã dạ tâm sau khi biết được man hoang thần tùy đã bị sử dụng không có cách nào cứu vãn cho dù nàng giận dữ cũng sẽ giảm tổn hại như vậy mà hợp tác với ngươi dù sao trên đời này cũng không có khối man hoang thần tùy thứ hai cũng sẽ không có ngươi thứ hai chỉ sợ về sau mới là mục đích chân chính của ngươi đi vân triệt liếc nhìn thiên diệp ảnh nhi thật sâu nhưng không nói câu này ra nói nói cho cùng đi thôi thiên diệp ảnh nhi nói xác định hiện giờ rời đi không lo lắng cho thiên cương vân tộc của ngươi sao cho dù kiếp hồn giới hay là phần nguyệt vương giới đều chắc chắn sẽ truy xét đến đó vân triệt nói không cần lo lắng nếu như ma hậu kia thật sự thông minh giống như ngươi nói nàng sẽ không động đến người của thiên cương vân tộc ít nhất sẽ bảo vệ cẩn thận cho vân thường đi có lẽ vân triệt quả thật là tai tinh hắn dưới ba phương thần vực đuổi giết bị bắt ép vào bắc thần vực sau một năm ngắn ngủi lại vì bị ma nữ chọc thủng thân phận lại ngoài ý muốn lấy được man hoang thần tùy liên quan đến hai đại vương giới kể cả bắc thần vực cũng đã trở thành nơi nguy hiểm khó có thể dung thân thái sơ thần cảnh dường như trở thành nơi đi đến cuối cùng thời gian lưu truyền lại một năm trôi qua đông thần vực sau động nhất thời bắt đầu dần dần yên tĩnh lại động tĩnh tìm kiếm man nhân vân triệt càng ngày càng nhỏ sau khi thủy chung không có kết quả các vương giới đều xác định hắn thật sự đã trốn vào bắc thần vực lại không biết rằng ban đầu vân triệt thật sự trốn vào bắc thần vực như một năm trước đã rời khỏi bắc thần vực tiến vào trong thái sơ thần cảnh chính là dưới năng lực ẩn nấp quá mức cường đại của bọn họ đừng nói ba phương thần vực kể cả người của bắc thần vực biết đến sự tồn tại của vân triệt đều không hề phát hiện ra đông thần vực nguyệt thần giới tinh thần giới đã bắt đầu xây dựng lại nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của tinh tuyệt không người phán quyết của trụ thiên thần giới đã triệu hồi hơn phân nửa trụ thiên thần đế cũng đã lâu rồi không hiện thân nhưng mà ngày hôm trước nhận được tin tức không xác thực dường như trụ thiên thần giới bắt đầu chuẩn bị nghi thức thí luyện đối với trụ thanh trần trong mắt hạ khuynh nguyệt thoáng hiện ánh sáng lạng nghi thức thí luyện trụ thiên thần đế muốn để cho trụ thanh trần kế vị thần đế trước thời gian về lịch duyệt của trụ thanh trần liên nguyệt nói được một nửa đột nhiên nghĩ đến chủ nhân của mình là thần đế trẻ tuổi nhất lịch duyệt ít ỏi nhất trong lịch sử thần giới vội vàng thay lời lấy trạng thái với y danh hiện giờ của trụ thiên thần đế không có bất cứ lý do thoái vị nào cho nên tin tức này chắc không phải là thật hạ khuynh nguyệt chậm rãi nói không đây rất có thể là sự thật mạnh như trụ thiên thần đế, sợ rằng khó mà chống đỡ nổi cảm giác tội lỗi như trời sụp. Tội lỗi, Liên Nguyệt ngạc nhiên khó giải, bên chỗ lưu quang giới có kết quả không? Hạ Khuynh Nguyệt không giải thích, hỏi, ánh mắt Liên Nguyệt ngưng lại, thưa chủ nhân, tất cả đều như chủ nhân dự đoán. Năm đó trong 12 canh giờ đầu tiên Vân Triệt trốn đi không thấy bóng dáng thật sự là do Lưu Quang giới che giấu. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt hiện tử mang, quả nhiên, Lưu Quang giới thật sự to gan, nhưng mà năm đó Vân Triệt cũng không phải tự mình đi tới Lưu Quang giới, sau khi hắn được thiên diệp ảnh nhi dùng không Nguyễn thạch đưa đi dường như đã bị hôn mê là được người đưa vào trong lưu quang giới liên nguyệt tiếp tục nói ai giới phương tân nhậm của viêm thần giới hỏa phá vân trầm mặc ngắn ngủi đôi mày nhỏ như nguyệt của nàng hơi nhíu lại hắn hồi tưởng lại hình ảnh năm đó các thần chủ tiễn kiếp thiên ma đế ở trước vách tường hỗn độn hỏa phá vân thật sự không có mặt liên nguyệt nói chuyện này thì nữ đã điều tra kỹ càng năm đó ngày đưa kiếp thiên ma đế đi hỏa phá vân thật sự rời khỏi viêm thần giới nhưng vẫn không tới trụ thiên thần giới có lẽ trên đường thay đổi chủ ý đi vòng trên đường đi vòng ngoài ý muốn gặp được phân triệt đang hôn mê nên đưa vào trong lưu quang giới suy nghĩ ngắn ngủi hạ khuynh nguyệt nói liên nguyệt nhanh chóng chuẩn bị huyền trận truyền âm nối thông với các vương giới các tinh giới thượng vị công khai chuyện năm đó lưu quang giới thu lưu giấu kín ma nhân phân triệt dạ liên nguyệt rõ ràng sừng sốt lập tức lên tiếng trả lời không hỏi nguyên nhân nhưng mà đừng đề cập đến hỏa phá vân tốt nhất xóa hết toàn bộ dấu vết đi Dạ, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, thong thả bước, một luồng uy áp tình người khiến tất cả không gian chung quanh đều run rẩy. Ngọc Nguyệt, một bóng hình xinh đẹp không tiếng động hiện thân dưới ánh sáng nhạt màu xanh, chậm rãi bái xuống, "Chủ nhân, theo ta đi lưu quang giới một chuyến." Ngọc Nguyệt lĩnh mệnh, thuận miệng hỏi, "Dạ, lần này chủ nhân đi có ý định gì?" Giết Thủy Thiên Hành, Hạ Khuynh Nguyệt từng chữ âm trầm, Liên Nguyệt và Ngọc Nguyệt đồng thời cả kinh, Ngọc Nguyệt không biết nguyên nhân nói, "Chủ nhân, Thủy Thiên Hành là giới vương thượng vị không bình thường, thế lực với danh vọng của Lưu Quang giới đều đứng đầu trong các tinh giới thượng vị, và lại đều có chút quan hệ tốt với các vương giới, nếu như không đủ lý do, chủ nhân suy nghĩ cẩn thận, hừ, bao che giấu giếm ma nhân đã là tội lớn, mà Vân Triệt lại không phải là ma nhân bình thường, lần này hắn trốn vào Bắc Thần vực, ẩn giấu chính là mối họa vĩ đại không cách nào đoán trước được, nếu không có Lưu Quang giới năm đó giấu giếm, mối họa này có lẽ đã sớm không tồn tại, đây là tội vạn linh đều có thể giết, Ngọc Nguyệt chợt ngẩng đầu ta không giết hắn, sau khi bại lộ sẽ luôn có người giết hắn, nếu như thế, cần gì phải chấp tay nhường cho người khác. Từ quang chợt lé lên trên người, một thân váy xanh nhẹ nhàng đã hóa thành quần áo nguyệt đế uy lãnh. Ngọc Nguyệt, hiện giờ xuất phát đi tới lưu quang giới, liên nguyệt, lập tức truyền âm cho trụ thiên thần giới, một lúc lâu sau truyền âm cho các vương giới khác và các tinh giới thượng vị, trên lưu quang giới, một chút tử mang rượu không, giống như Phật dáng quang hoa khác lên toàn bộ lưu quang giới, chính là tử mang rượu không này quá mức băng hàn vạn linh dưới tử mang đều thân lạnh hồn sợ không tiếng động co rúm lại một trận cười to hết sức sang sảng phá vỡ tử mang lạnh như băng này bóng dáng của thủy thiên hành lấy tốc độ cực nhanh từ xa tới gần thi lễ từ xa ha 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 hôm nay lưu quang giới mây tím đầy trời chính là may mắn hiện ra hóa ra đúng là nguyệt thần đế và thanh giao nguyệt thần đích thân đến đâu chỉ là may mắn thủy thiên hành không tới một mình phía sau của hắn theo sát hai bóng dáng nữ tử là hai nữ nhi hắn kiêu ngạo nhất thủy ánh nguyệt và thủy Mị âm trải qua trụ thiên ba ngàn năm hai nữ nhi của hắn đều thành thần chủ và lại một là thần chủ cấp 5, một là thần chủ cấp 7, trở thành kỳ tích của lưu quang giới mà thủy mỹ âm càng là kỳ tích của toàn bộ đông thần vực thậm chí được đội lấy cái tên thần nữ giống như thiên diệp ảnh nhi trong tiếng cười lớn của thủy thiên hành thủy ánh nguyệt và thủy mỹ âm đứng ở hai bên phụ thân cũng đồng thời thi lễ chính là ngọc nhan của hạ khuynh nguyệt lại vẫn lạnh lùng như trang. thủy thiên hành người tự mình kết thúc hay muốn bổn vương ra tay lúc tử mang lâm không băng hàn thấu xương kia đã khiến thủy thiên hành sinh lòng bất an hạ khuynh nguyệt vừa nói câu này ra trong lòng hắn chật động sắc mặt của thủy ánh nguyệt và thủy mỹ âm đồng thời đột nhiên thay đổi trên mặt thủy thiên hành hiện vẻ nghi hoặc hỏi này không biết thiên hành phạm phải chuyện gì mà lại dẫn tới nguyệt thần đế tức giận như vậy hạ khuynh nguyệt không hề có bất cứ cong cong quẹo quẹo gì với hắn mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hai năm trước trong vòng 12 canh giờ vân triệt bại lộ thân ma nhân cả giới đuổi giết là người phương nào che giấu cho hắn hai tay thủy thiên hành chợt siết chặt thủy thiên hành ngươi định thử phủ nhận sao giọng nói của hạ khuynh nguyệt càng thêm lạnh như băng đôi mắt vốn tuyệt mỹ lại như lưỡi dao tím vô hình đâm vào tâm hồn người thủy ánh nguyệt nói nguyệt thần đế chuyện này thủy ánh nguyệt mới vừa mở miệng dẫn tới lại là tiếng quát khẽ của thủy thiên hành câm miệng nơi này không tới lượt con nói chuyện thủy ánh nguyệt nặng nề hít vào một hơi trên mặt thủy thiên hành lộ ra nụ cười chua sót nếu không vô cùng xác thực tôn quý như nguyệt thần đế sao sẽ tự mình tới đây được ở trước mặt nguyệt thần đế và thanh giao nguyệt thần sao thiên hành có tư cách nói dối phụ thân thủy mỹ âm đưa tay túm lấy góc áo của phụ thân đôi mắt run run môi trở nên trắng bệnh nàng biết một ngày này sớm muộn gì cũng đến chính là không nghĩ tới người đầu tiên tới hỏi tội lại là nàng ta hạ khuynh nguyệt chậm rãi nói rất tốt cuối cùng ngươi còn có chút phong phạm của giới vương tuy chứa chấp ma nhân là tội lớn nhưng với thân phận lưu quang giới vương của ngươi có lẽ không có ai sẽ truy cứu ngươi nhưng che giấu ma nhân vân triệt cuối cùng chôn xuống mối họa vĩ đại cho toàn bộ đông thần vực cho dù ngươi là lưu quang giới vương cũng muôn lần chết khó chuộc được tội này giọng nói vừa dứt trong tay hạ khuynh nguyệt chợt hiện lên tử mang rõ ràng là tử khuyết thần kiếm mạnh nhất nguyệt thần giới cũng tượng trưng cho thần đế một đường kiếm cương màu tím từ trên tử khuyết thần kiếm nổ bắn mà ra đâm thẳng vào thủy thiên hành chính là kể cả cơ hội giải thích và lưu lại di ngôn đều không để lại cho thủy thiên hành không hề chừa đường sống trực tiếp đưa hắn vào tử địa thủy thiên hành vẫn không nhúc nhích Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm quá sợ hãi, đồng thời ra tay, nhưng gần như trong cùng một khoảnh khắc, Thủy Thiên Hành cũng ra tay, lại không phải ngăn cản Tử Khuyết kiếm cương, hai tay chia ra đánh về phía hai nữ nhi, dầm, không gian vỡ vụn, Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm bị đánh văng ra xa xa, trong đôi mắt kịch liệt co rút lại của các nàng, Tử Khuyết kiếm cương đâm thẳng vào trong ngực Thủy Thiên Hành, xuyên thể mà qua, phụ thân, phụ thân. Thân hình Thủy Thiên Hành cứng đờ, trên mặt dần dần mất đi huyết sắc, bên tai là tiếng kêu to tê tâm liệt phế của nữ nhi ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới nhìn kiếm cương màu tím xuyên suốt thân thể vẫn không hề có bất cứ dãy dụa gì thân là một thần chủ cấp 8, tồn tại đứng ở đỉnh các giới phương thượng vị nếu như phản kháng cho dù là hạ khuynh nguyệt muốn giết hắn cũng không dễ dàng tay hạ khuynh nguyệt cầm tử khuyết thần kiếm xuyên suốt thủy thiên hành đôi mắt hơi hạ xuống thủy thiên hành ngươi là một lựa chọn thông minh một kiếm này nếu như ngươi dám né tránh chết đã có thể không chỉ có một mình ngươi lúc ta và ngươi giao thủ lưu quang giới sẽ có vô số người chôn cùng bởi vì ngươi phụ thân nhìn thủy thiên hành bị một kiếm xuyên người ở xa xa sáng dọi trong mắt thủy ánh nguyệt mất đi kêu lên một tiếng giá lạnh nguyệt thần đế ta giết ngươi ngọc khê kiếm ra lam quang lóng lánh màn nước dợp trời lao thẳng tới hạ khuynh nguyệt ánh nguyệt dừng tay thủy thiên hành gian nan quay đầu cánh tay chém ra cố gắng ra tay trong một chớp mắt ngăn cản toàn bộ lực lượng của thủy ánh nguyệt cũng lại đánh văng nàng ra xa xa dưới bị tử khuyết xuyên tim còn cố tình ra tay, không thể nghi ngờ sẽ tác động thật lớn lên thương thế, trong miệng Thủy Thiên Hành nhất thời máu tuôn không dừng, nhưng lại khản giọng quát, con muốn để cho ta, chết vô ích sao. Ngọc Khê kiếm rời tay, Thủy Ánh Nguyệt quỳ ở đó, trong mắt bi thương hoang mang, Thủy Mỹ Âm không hề động, Thủy Thiên Hành nói mỗi một chữ đều sẽ kèm theo bọt máu phun trào, Nguyệt, Thần, Đế, che giấu phân triệt là ý tứ của một mình ta, những người khác đều không hề hay biết, cho dù biết cũng không thể ngẫu nghịch ý tứ của ta nguyệt thần để muốn chế tài ta ta không lời nào để nói tính xin đừng liên lụy đến người không liên quan hạ khuynh nguyệt lạnh lùng nói ta nói chỉ giết một mình ngươi vậy chỉ giết một mình ngươi đương nhiên nếu như có ai dám cố tình ngăn cản ánh mắt của nàng nhìn lướt qua thủy ánh nguyệt và thủy mỹ âm coi là cùng tội trong mắt hạ khuynh nguyệt lóe lên tử mang kiếm cương phóng thích a thần mang cũng đã xảy ra biến hóa phi diệu trước khi đến nơi đây bổn vương đã báo cho các giới biết chuyện ngươi che giấu ma nhân phân triệt Bồn Vương không giết ngươi cũng sẽ có người khác tới giết ngươi. Ít nhất ở dưới tay của Bồn Vương, ngươi còn có thể chết thống khoái một chút. Hiện giờ yên tâm đi chết đi. Dừng tay. Tiếng cầm to này không phải đến từ Thủy Ánh Nguyệt hay Thủy Mị Âm mà đến từ hư không vô cùng xa xôi. Một khí tức cũng lấy tốc độ cực nhanh vọt tới bên này, chân thân chưa tới, một bàn tay to sám trắng lại đã đột nhiên che phủ xuống, chặt chẽ chập lên trên kiếm cương màu tím đâm xuyên thân thể Thủy Thiên Hành, cắt cao ngăn cản tử khuyết thần lực sắp bùng nổ hạ khuynh nguyệt nhíu mày ánh mắt chậm rãi liếc sang nói với hư không trụ thiên thần đế ngươi định che chở cho hắn giọng nói của hạ khuynh nguyệt mới vừa dứt một bóng người màu trắng giống như ánh sáng đã xông đến chính là trụ thiên thần đế hắn chỉ một mình tiến đến phía sau không hề có bất cứ khí thức gì trụ thiên thần đế giơ tay chộp lên trên kiếm cương màu tím dấu tay xám trắng lúc trước cũng theo đó biến mất lúc này hắn mới mở miệng nói buông tha cho hắn đi giọng nói của hắn hơi vô lực từng lời mang theo thở dài hạ khuynh nguyệt cao chặt chân mày trụ thiên thần đế hay là ngươi còn không biết năm đó hắn phạm phải tội gì trụ thiên thần đế thở dài thật dài nói hắn che giấu phân triệt thật sự là tội lớn nhưng mà lão hủ với lưu quang giới vương qua lại vạn năm hắn làm người như thế nào lão hủ lại biết quá rõ ràng sở dĩ ngày đó che giấu chẳng qua là con rể mà hắn đã nhận định mà tuyệt đối không có lòng bao che ma nhân lấy tính tình của hắn sẽ làm ra chuyện như vậy lão hủ không hề thấy kỳ quái hạ khuynh nguyệt cao mày nói trụ thiên thần đế hiện giờ vân triệt đã thành công trốn vào bắc thần vực đợi tương lai hắn trưởng thành cho bắc thần vực sử dụng sẽ có hậu quả như thế nào không có bất kỳ ai có thể đoán trước được mà nếu như không có thủy thiên hành năm đó che giấu mối họa này có lẽ vốn sẽ không tồn tại nếu như họa lan đến toàn bộ đông thần vực tội lớn của toàn bộ thần giới bổn vương không nghĩ ra được lý do tha thứ gì trụ thiên thần đế lắc đầu lấy năng lực ẩn nấp của vân triệt cho dù lưu quang giới vương không hề che giấu 12 canh giờ kia chúng ta cũng khó mà tìm được hắn ngày ấy ngoài lam cực tinh Ngươi, ta, Phạm Thiên đều có mặt, lòng hoàng với Nam Minh Thần Đế đích thân đến, các giới vương đông vực vây quanh vẫn không thể lưu lại được Vân Triệt, hiện giờ cũng không cần trách móc nặng nề lưu quang giới vương nhất thời hồ đồ, Hạ Khuynh Nguyệt giống như cảm thấy buồn cười, nhất thời hồ đồ, Chủ Thiên Thần Đế vì đuổi giết Vân Triệt có thể dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn đã từng khinh thường, quyết tâm như vậy thiên hạ đều biết, hiện giờ lại thoáng mở ra một mặt với người đã từng che giấu cho Ma nhân Vân Triệt, Chủ Thiên Thần Đế nói, Ma nhân Vân Triệt nhất định phải giết nhưng mà tất cả đã đúc thành đông thần vực đã tổn thất rất nhiều lão hủ thật sự không muốn phải nhìn thấy có người bởi vì chuyện như vậy mà chết nữa nguyệt thần đế lão hủ biết ngươi tối kỵ chuyện có liên quan đến ma nhân vân triệt hôm nay xem như lão hủ thiếu ngươi kính xin cho lão hủ một chút tình mọn tha mạng cho hắn nói xong trụ thiên thần đế lại thở dài một tiếng một đoạn tiên đoán ma thần giết thế vì hắn mà càng ngày càng tới gần thực hiện hắn không dám để cho người khác biết được nửa chữ trong hai năm này hắn đều trải qua trong cảm giác tội lỗi hổ thẹn từng khoảnh khắc hắn không muốn nhìn thấy lại có người vì vậy mà chết bởi vì kia xét đến cùng đều là tội lỗi của hắn hạ khuynh nguyệt im lặng tử mang trên tử khuyết thần kiếm cuối cùng kém đi vài phần được nếu như là mệnh lệnh của trụ thiên thần đế nếu như bổn vương vẫn còn kiên trì sẽ thành có phần không biết điều giọng nói của hạ khuynh nguyệt lại thay đổi nhưng mà nếu như bung tha như vậy cho dù người đời đều biết là ý tứ của trụ thiên thần đế sợ rằng trong lòng khó yên bổn vương có thể tha thứ cho thủy thiên hành nhưng lưu quang giới phải làm được hai chuyện không đợi trụ thiên thần để có bất cứ phản ứng gì hạ Khuynh nguyệt đã trực tiếp nói ra thứ nhất thủy thiên hành phạm phải tội lớn như thế đã mất đi tư cách làm lưu quang giới vương bổn vương muốn phế huyền lực của hắn xuống giới thần chủ trong vòng 10 ngày rút lui khỏi ngôi vị giới vương được trụ thiên thần đế gật đầu hắn không hỏi ý kiến của thủy thiên hành bởi vì ở trước mặt hai đại thần đế thủy thiên hành không có quyền nói chuyện hơn nữa kết quả này đã tốt hơn chết rất nhiều rồi và lúc này ánh mắt của hạ khuynh nguyệt đột nhiên nhìn sang phía thủy mỹ âm chỉ phế một thủy thiên hành sợ rằng lưu quang giới không nhớ kỹ giáo huấn lần này bởi vì hạch tâm của lưu quang giới hiện giờ không phải là thủy thiên hành mà là mỹ âm thần nữ này thứ hai đó là thủy mỹ âm theo bổn vương về nguyệt thần giới cầm tù ngàn năm trong vòng ngàn năm không được rời đi nửa bước lời hạ khuynh nguyệt nói khiến mọi người ngớ ra thủy thiên hành vốn đã nhận mệnh trượt ngẩng đầu lên không không được chuyện này là ý tứ của một mình ta không hề liên quan đến bất cứ kẻ nào khác Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng nói, "Thủy Thiên Hành, ngươi cần gì phải lừa mình dối người, thân là Lưu Quang giới vương, nếu như không vì tiểu nữ nhi được ngươi sủng ái nhất, ngươi thật sự sẽ mạo hiểm nguy hiểm tai họa lan đến toàn bộ Lưu Quang giới để che giấu cho ma nhân Vân Triệt vẹn vẹn 12 canh giờ sau. Ta không tin, trụ thiên thần đế cũng sẽ không tin, bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng tin tưởng. Đúng vậy, cho dù là ai đều nghĩ ra được, thân là Lưu Quang giới vương, có thể khiến cho Thủy Thiên Hành không để ý đến an nguy của toàn bộ Lưu Quang giới cũng chỉ có Thủy Mị Âm, Thủy Thiên Hành lắc mạnh đầu, hắn mới vừa rồi đối mặt với tử vong đều thản nhiên không sợ nhưng lúc này lại tỏ vẻ sợ hãi. Không, Nguyệt Thần Đế, mới vừa rồi ngươi đã nói chỉ xử trí một mình ta, tuyệt đối sẽ không hoạn lan đến người khác, thân là thần đế cao nhất, sao có thể lật lọng. Nàng liếc nhìn Thủy Mỹ Âm, bổn vương chỉ nói sẽ không giết người khác, nhưng chưa bao giờ nói sẽ không truy cứu người khác. Thủy Thiên Hành, trong lòng ngươi chắc rất rõ ràng, nếu không phải nàng có được vô cấu thần hồn duy nhất thế gian, là báu vật độc nhất vô nhị của đông thần vực ta, người đầu tiên bổn vương muốn xử trí đã có thể không phải là thủy thiên hành ngươi ánh mắt của hạ khuynh nguyệt hơi đổi nhưng dính dáng đến ma nhân vân triệt nếu muốn bổn vương vì vậy mà bỏ qua cho nàng cũng tuyệt đối không có khả năng trụ thiên thần đế ý của ngươi như thế nào trụ thiên thần đế không chạm vào ánh mắt của hạ khuynh nguyệt nhưng đủ để rõ ràng hiểu được ý tứ hạ khuynh nguyệt đã nhượng bộ trên chuyện của thủy thiên hành từ xử tự biến thành phế bỏ thần chủ lực nếu trụ thiên hắn còn cố tình đi bảo vệ thủy mẫm nữa kia không chỉ sẽ chọc giận nguyệt thân đế sợ rằng sau khi chuyện này truyền ra người trong thiên hạ đều sẽ có cái nhìn khác thân thể thủy thiên hành vẫn bị tử khuyết thần kiếm đâm xuyên đang dốc sức đi về trước giống như không hề cảm thấy đau đớn lại càng không chú ý đến thương thế hắn nhìn trụ thiên thần đế gần như cầu xin nói trụ thiên thần đế cho dù tiểu nữ mỹ âm có sai cũng đều là trẻ người non dạ tất cả tất cả quyền quyết định đều ở trên người tội nhân thiên hành thiên hành nguyện lấy cái chết để chuộc tội cầu trụ thiên thần đế cứu giúp tiểu nữ cầu cầu nguyệt thần đế dơ cao đánh khẽ thiên hành có chết vẫn cảm kích đại ân khoan thứ của ngài thản nhiên thừa nhận thản nhiên đối mặt với tử vong lộ hết phong phạm của một vị giới vương thượng vị nhưng liên quan đến nữ nhi hắn thân là phụ thân lại trở nên hoảng loạn bất lực và hèn mọi như vậy lấy sự tuyệt tình của nguyệt thần đế nhất là quyết tuyệt của nàng đối với vân triệt hắn không cách nào tưởng tượng được nếu như thủy mỹ âm rơi ở trên tay nàng sẽ được đối xử như thế nào hắn không dám nghĩ hạ khuyên nguyệt không hề nhúc nhích lạnh lùng nói bổn vương đã đáp ứng trụ thiên thần để không giết ngươi vậy nhất định sẽ không giết ngươi bằng không chẳng phải bổn vương thành đồ ti tiện nói không giữ lời sao trụ thiên thần đế cho dù bây giờ ngươi muốn chết bổn vương đều sẽ không cho phép năm đó khi ngươi chứa chấp văn triệt nên nghĩ đến cái giá ngày hôm nay trụ thiên thần đế đột nhiên mở miệng chậm rãi nói nguyệt thần đế xử trí thủy thiên hành làm phiền ngươi động thủ xử trí thủy mỹ âm để lão hủ làm có được không đều là giam cầm như vậy nguyệt thần giới và trụ thiên thần giới ta chắc đều không khác biệt đi u ám trong mắt thủy thiên hành bỗng chốc ít đi vài phần thay vào đó là vài phần hy vọng lộng lẫy trụ thiên thần đế cực kỳ yêu thích thủy mỹ âm đây vốn là chuyện cả đông thần vực đều biết rõ từ trước đại hội huyền thần trụ thiên thần đế đã không tiếp tự mình đến lưu quang giới muốn thu thủy mỹ âm làm đệ tử thân truyền còn là đệ tử quan môn nhưng bị thủy thiên hành cự tuyệt nếu như giam cầm ở trụ thiên thần giới cho dù thật sự ngàn năm không thể rời đi nửa bước lấy công nghĩa của trụ thiên thần giới với yêu thích của trụ thiên thần đế đối với con bé còn bé ít nhất không phải nhận đến tổn thương gì xem ra trụ thiên thần đế chính là vẫn còn lòng mang nhân từ cho dù đối với tội nhân đã từng chứa chấp ma nhân vân triệt vẫn lòng mang không nỡ hạ khuynh nguyệt nói trụ thiên thần đế nói hành vi của bọn họ trung quy là do tính tình mà không phải trợ ma vi ngược bằng không lão hổ cũng không thể nhân từ như thế một điểm này chắc nguyệt thần đế nhất định cũng hiểu được hạ khuynh nguyệt nói ngược lại chính xác bằng không sao bổn vương sẽ lui nửa bước nhưng sai chính là sai nếu như không trả giá sẽ cực kỳ bất công đối với người vì lỗi sai của bọn họ mà thừa nhận hậu quả trụ thiên thần đế thở dài một tiếng nói nhiều lời vô ý cứ giam thủy mỹ âm ở trụ thiên thần giới ta có được không nguyệt thần đế yên tâm trong vòng ngàn năm lão hủ tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời khỏi trụ thiên nửa bước sẽ để cho nàng suy nghĩ lỗi lầm mỗi ngày ngàn năm sau cũng sẽ yêu cầu nàng dùng lực lượng của mình chuộc lại lỗi lầm trụ thiên thần đế biết lời của mình rất có khả năng bị cự tuyệt năm đó chuyện hắn muốn thu thủy mỹ âm làm đệ tử có thể nói thiên hạ đều biết nhưng sau khi hạ khuynh nguyệt suy nghĩ ngắn ngủi lại chậm rãi gật đầu nói ra lời nói khiến cho hắn rất ngoài ý muốn trụ thiên thần đế kiên trì như thế vậy bổn vương sẽ cho thủy mỹ âm một cơ hội lựa chọn lựa chọn hạ khuynh nguyệt chậm rãi xoay người qua mặt nhìn nữ hài vẫn luôn luôn trầm mặc thủy mỹ âm che giấu ma nhân vân triệt mặc dù là do phụ thân ngươi gây nên nhưng ngươi mới là nguyên nhân quan trọng nhất giam cầm ngàn năm ở vương giới đã là xử trí nhân từ nhất mà bổn vương có thể nghĩ đến huống chi đây còn có thể đổi lấy tính mạng cho phụ thân ngươi Hạ Khuynh Nguyệt nheo mắt đẹp lại, giọng nói chậm dần, người không có tư cách cự tuyệt, nhưng hiện giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội lựa chọn, Nguyệt Thần giới, Trụ Thiên thần giới, tự ngươi lựa chọn đi, đương nhiên, nếu ngươi muốn đi phạm Đế Thần giới cũng có thể, giống như theo Hạ Khuynh Nguyệt, do bất cứ vương giới nào của Đông Thần vực hạ chế tài đều không khác nhau. Về phần tinh thần giới đã vô hình bị đá ra khỏi đội ngũ vương giới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thật sâu, Thủy Thiên Hành, Thủy Ánh Nguyệt đều nhìn về phía Thủy Mị Âm ánh mắt rung động nhưng đều không nói chuyện bởi vì đây là một lựa chọn quá mức đơn giản không gian yên tĩnh trong ngắn ngủi đôi mắt của thủy mỹ âm và hạ khuynh nguyệt đụng chạm trong mắt của các nàng đều chỉ có ánh mắt của đối phương đều thâm thúy vô tận chỉ có điều một bên tuy rằng như u ám nhưng lại như bầu trời đêm được vô số vì sao lộng lẫy điểm tô còn một bên rõ ràng tím tối như mộng nhưng lại như vực sâu màu tím không còn ánh sáng gì khác cánh môi thủy mỹ âm khẽ động phát ra giọng nói như trong mơ ta theo ngươi đi nguyệt thần giới câu trả lời của thủy mỹ âm khiến ba người đồng thời sửng sốt thủy thiên hành thất thanh nói mỹ âm con con đang ngu ngốc cái gì vậy đi trụ thiên nơi đó mới là nơi thích hợp hơn đối với con trụ thiên thần đế càng không hiểu ai đang che chở cho nàng ai đang dốc sức bảo toàn lưu quang giới nàng thật sự không thấy rõ ràng sao thủy mỹ âm đảo mắt đột nhiên khẽ cười nói nguyệt thần để nói không sai cho dù xuất phát từ lý do gì đối với đông thần vực mà nói chúng ta đã làm chuyện sai rất lớn đã sai lầm rồi nên chuộc tội đã là trục tội nếu như đi trụ thiên thần giới như vậy phụ thân còn có lưu quang giới sau này đều sẽ phải thừa nhận vô số chê trách bởi vì sau khi chuyện hôm nay truyền ra mọi người đều biết được trụ thiên gia gia đang bảo hộ ta thủy thiên hành gấp giọng nói không sao hoàn toàn không sao an nguy của con còn quan trọng hơn tất cả thủy mỹ âm lắc đầu nói với hạ khuynh nguyệt nguyệt thần đế ta theo ngươi về nguyệt thần giới cũng xin ngươi tuân thủ lời hứa buông tha cho phụ vương ta sao bổn vương sẽ lật lọng giọng hạ khuynh nguyệt vừa dứt kiếm cương màu tím xuyên suốt thân thể thủy thiên hành đột nhiên tăng vọt một chút tử mang nổ bung ở trước ngực thủy thiên hành phá thẳng huyền mạch phụ thân thủy thiên hành rên rỉ một tiếng hắn không kháng cự và chống đỡ hắn biết nếu làm như vậy sẽ chỉ dẫn tới hậu quả càng nghiêm trọng hơn mặc kệ cho lực lượng đáng sợ này tuôn thẳng tới huyền mạch vô tình phá diệt lại phá diệt lực lượng mà hắn đã từng kiêu ngạo chúng sinh ông tử quang tiêu tan tử khuyết thần kiếm biến mất khỏi trong tay hạ khuynh nguyệt thủy thiên hành chậm rãi quỳ xuống đất Lỗ máu ở ngực vẫn tuôn chảy máu đỏ tươi như trước, Thủy Ánh Nguyệt tiến lên trước đỡ lấy thân hình phụ thân, lấy huyền khí hoảng loạn che lại vết thương cho hắn, tính mạng của hắn được bảo vệ, nhưng cho dù khỏi hẳn, tu vi cũng bị hạ xuống thần quân cảnh, hơn nữa dưới bị thương nặng như thế, có lẽ đời này không có khả năng quay về cảnh giới thần chủ, cảnh giới thần quân đối với vô số huyền giả mà nói là suốt đời khó cầu, nhưng hắn là lưu quang giới vương, từ thần chủ hậu kỳ rơi vào cảnh giới thần quân, đây nói cho cùng có khác nào một loại tử vong khác đâu tay thủy ánh nguyệt lại run run đầu nàng cúi sâu xuống không ngẩng lên bởi vì nàng sợ hạ khuyên nguyệt nhìn thấy phẫn nộ với sát ý bốc lên mãnh liệt trong mắt nàng đi thôi hạ khuyên nguyệt xoay người không hề liếc nhìn bất cứ kẻ nào nữa bây giờ giọng thủy mưa âm thật chậm giống như chìm trong mộng còn chưa tỉnh lại đúng hạ khuyên nguyệt trả lời được nàng nhẹ nhàng gật đầu cuối cùng liếc nhìn phụ thân và tỷ tỷ một lần nhẹ nhàng nói phụ thân tỷ tỷ chờ con trở lại chỉ nói một câu này nàng chậm rãi tiến lên trước sau khi đến gần hạ khuynh nguyệt ngọc nguyệt đột nhiên đưa tay một đường kết giới màu xanh đã bao phủ phong tỏa nàng vào trong đó trong giọng nói bình tĩnh của trụ thiên thần đế giống như mang theo đau đớn mơ hồ đừng để thêm càng nhiều người gánh vác kết quả đã phát sinh đối xử tử tế với nàng ấy hạ khuynh nguyệt không nói gì sau một chớp mắt đã mang theo ngọc nguyệt và thủy mưa âm rời đi xa xa biến mất trong tầm mắt phịch ở dưới thủy ánh nguyệt mất hồn thủy thiên hành ngã trên đất toàn thân sợ run trong thống khổ chính là cha tần hắn không phải là thân thể đau đớn mà là tâm linh đau đớn một khi thủy mỹ âm vào nguyệt thần giới vận mệnh của nàng sẽ hoàn toàn do nguyệt thần đế quyết định ai cũng không giúp được nàng càng không cứu được nàng nguyệt thần đế hiện giờ ở trong mắt người đời mức độ đáng sợ đã sớm không hề thua gì phạm đế thần nữ trước kia thủy mỹ âm rơi vào trong tay nàng sẽ có kết cục như thế nào không cách nào tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng trụ thiên thần đế không lập tức rời đi nhìn thủy thiên hành hắn than thở nói lưu quang giới vương đừng lo lắng quá mức, ít nhất tính mạng của nàng nhất định không ngại. Hiện giờ, duy nhất có thể bảo đảm lại chỉ có tính mạng của Thủy Mỹ Âm. Ngoài tính mạng ra, một ngàn năm đủ để thay đổi và phát sinh rất nhiều chuyện. Kết quả hôm nay, Lưu Quang Giới Vương, người có hối hận không? Trụ Thiên Thần Đế nói, Thủy Thiên Hành chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt chính là nụ cười thảm, hối hận. Vì sao ta? Phải hối hận, Trụ Thiên Thần Đế khẽ nhíu mày, thả chậm giọng nói. Hiện giờ Vân Triệt đã ở Bắc Thần Vực, đó là một nơi mà cánh tay của chúng ta không cách nào vươn tới, cũng chôn xuống một mối họa có thể nói là đáng sợ ở trong đó. Chẳng lẽ ngươi còn không cho rằng mình làm sai rồi sao? Hắn vẫn cười thảm, "Mối họa, không phải mối họa lớn nhất đã qua rồi sao? Chẳng lẽ còn có tai họa nào còn lớn hơn ma đế, ma thần nữa sao?" Trụ Thiên Thần Đế, sắc mặt thủy thiên hành thống khổ, nhưng giọng điệu, lời nói của hắn lại vẫn kiên cường như vậy. "Mà cứ thoát chúng ta ra khỏi đại kiếp diệt thế này đó là phần triệt. Năm đó ta cứu không chỉ là con rể tương lai càng là ân nhân cứu mạng của thủy thiên hành ta lưu quang giới tha là chuyện đương nhiên làm sai chỗ nào vẻ mặt trụ thiên thần đế cứng đờ có lẽ không thể tin được thủy thiên hành thế mà lại nói ra lời nói như thế lưu quang giới vương cho dù trước kia như thế nào khi đó chẳng lẽ ngươi không biết hắn đã thành ma nhân rồi sao thủy thiên hành khẽ lẩm bẩm ma nhân ma nhân thì như thế nào năm đó vân triệt mà ta từng thấy hắn có danh hiệu thiên đạo tri tử có tiên đoán chân thần lâm thế có truyền thừa của tà thần và thiên độc châu ở trên người lại còn có khả năng vô tận hắn có được tất cả những thứ này sau khi ma đế về thế lại nhận được che chở của ma đế trụ thiên thần đế ngươi có thể nghĩ xem nếu như phân triệt đổi lại là bất cứ người nào trong nhận thức của ngươi hắn sẽ như thế nào hắn sẽ ước gì ma đế vĩnh viễn ở lại thế giới hỗn độn bởi vì như thế hắn chính là chúa tể vạn linh ở dưới ma đế kể cả các thần đế kể cả long hoàng đều phải cúi đầu ở dưới chân hắn trụ thiên thần đế há to mồm nhưng không cách nào phát ra âm thanh mà phân triệt làm ra ngươi nhìn thấy nhất định càng rõ ràng hơn bất cứ người nào. hắn khiến Kiếp Thiên Ma Đế cuối cùng quyết định rời khỏi hỗn độn bằng không. cho dù Kiếp Thiên Ma Đế thật sự không có lòng họa thế, chỉ cần Ma Thần về thế này cũng sẽ biến thế giới hỗn độn này thành luyện mục. Thần tử cư thế. danh hào năm đó ngươi đích thân phong hắn hoàn toàn xứng đáng. trụ thiên thần đế thở dài. chuyện hắn đã làm năm đó sẽ không có ai phủ nhận và lãng quên. nhưng mà hiện giờ ngươi nói những thứ này lại còn có ý nghĩa gì? Thủy Thiên Hành lắc đầu phủ nhận và lãng quên người đời hoàn toàn không hề hay biết gì về tất cả những chuyện mà hắn đã làm thì làm sao có thể phủ nhận và lãng quên biết đến chỉ có hắn và tà anh là bạn chỉ có hắn biến thành ma nhân tội ác thân thể của thủy thiên hành càng ngày càng suy yếu ý thức đã mơ hồ nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng ta nói những lời này chỉ vì muốn hỏi trụ thiên thần đế một người thiện niệm trong lòng nặng đến có phần ngây thơ rốt cuộc vì sao lại đột nhiên biến thành ma nhân làm cho các ngươi sợ hãi như thế tâm hồn bị hung hăng chạm đến trụ thiên thần đến nặng lời quát khẽ khí tức rõ ràng đã rối loạn hắn quay lưng đi nói đủ rồi hắn thật sự đã từng cứu thế nhưng mà nếu như có một ngày hắn mang theo tai họa trở về ngươi cũng vẫn muốn che chở cho hắn như vậy sao thủy thiên hành đột nhiên nở nụ cười ta chỉ biết mỗi người của lưu quang giới ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng hắn muốn giết vậy cứ để cho hắn giết là được nhưng mà ta càng biết chắc nếu như có một ngày đó cho dù hắn tàn sát tất cả tinh giới khác cũng nhất định sẽ không giết người của lưu quang giới cho dù hắn trở thành ma quỷ cũng suy cho cùng là con rể mà thủy thiên hành ta nhìn chúng ý thức của thủy thiên hành mất đi cuối cùng hôn mê trụ thiên thần đế khựng lại ở đó hắn ngẩng đầu nhắm mắt thân thể đang run rẩy rất nhỏ không biết qua bao lâu mới rời đi xa xa nhưng mà hướng đi lại không phải là trụ thiên thần giới chuyện năm đó lưu quang giới che giấu ma nhân vân triệt bị nguyệt thần giới và trụ thiên thần giới chế tài nhanh chóng chuyển ra xôn xao cả đông thần vực hồi lâu trụ thiên ba ngàn năm lưu quang giới nhiều thêm một thần chủ chung kỳ thủy ánh nguyệt và nữ nhi kỳ tích thủy mỹ âm nổi bật quá lớn đã gần như kiêu ngạo ở trên tất cả tinh giới thượng vị trong mắt rất nhiều người lưu quang giới đã thay thế được thánh vũ giới trở thành đứng đầu trong các tinh giới thượng vị hiện giờ hai người quan trọng nhất của lưu quang giới thủy thiên hành bị phế thủy mỹ âm bị cấm hơn nữa gánh vác lấy tội danh không thể rửa sạch uy danh vốn như mặt trời ban trưa của lưu quang giới không hề nghi ngờ rơi xuống vạn trượng mà người đều đều biết chắc nếu như không có trụ thiên thần để cầu tình cho dù tính mạng của thủy thiên hành cũng đều không bảo đảm được chín ngày sau thủy thiên hành ảm đạm thối lui khỏi ngôi vị lưu quang giới vương truyền ngôi cho trưởng nữ thủy ánh nguyệt đây vốn nên là đại sự oanh động đông thần vực vạn giới đều tới chúc mừng nhưng lưu quang giới lại hoàn thành trong một mảnh tĩnh lặng không có nghi thức long trọng không mời khách tới về phần vận mệnh một ngàn năm tiếp theo của thủy mỹ âm không ai có thể biết được và đoán trước được thái sơ thần cảnh thế giới trắng xám như vĩnh viễn che phủ một tầng cho tàn nổ vang xé rách cuối cùng là tiếng kêu khóc nặng nề mà tuyệt vọng Ba con cự thú ngàn trượng trong đất dung núi chuyển đồng thời ngã xuống, dưới cho bụi chậm rãi chìm xuống hiện ra dáng người của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhẫn kiếm trong tay nàng bay ra, cắt đứt thi thể của ba con cự thú kia, lấy huyền đan hoàn hảo không chút tổn hao gì của chúng, sau đó vứt xuống bên cạnh người Vân Triệt, Vân Triệt ngồi ngay ngắn trong một mảnh phế tích, hai mắt nhắm chặt, khí tức vững vàng, hoàn toàn không hề phản ứng đến tất cả quanh mình, hắn giữ vững trạng thái này đã dài đến 7 ngày, thái sơ thần cảnh trong truyền thuyết là một tiểu thế giới duy nhất tồn tại từ khởi đầu hỗn độn đến nay đều chưa hề sụp đổ mà cũng có nghe đồn tiểu thế giới này nói không chừng còn khổng lồ hơn thần giới thậm chí hơn cả không gian hỗn độn khí tức của nó hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài sinh linh tồn tại trong đó cho dù là hoa cỏ cây cối hay là chim trùng cá thú đều khác biệt với thế giới bên ngoài ở trong nhận thức của mọi người thái sơ thần cảnh là tiểu thế giới thuộc về hỗn độn nhưng tất cả người tiến vào trong đó đều sẽ phát hiện nó lại hoàn toàn khác với tiểu thế giới ở trong nhận thức càng giống như một thế giới khổng lồ khác ở ngoài và độc lập với hỗn độn. Hơn nữa sự hiện hữu của nó dường như còn ở cấp bậc cao hơn thế giới hỗn độn, bởi vì huyền giả biết được sự tồn tại của thái sơ thần cảnh đều sẽ biết được đó là một nơi nguy hiểm hơn bất cứ đâu. Tuy rằng cấp bậc hạn mức cao nhất của nó đều là thần chủ đỉnh phong giống như thần giới, nhưng điều kiện cấp bậc của nó lại cao đến đáng sợ. Thần quân cảnh mới là ngưỡng cửa đặt chân vào thái sơ thần cảnh, nếu thần chủ xâm nhập đều phải mạo hiểm phiêu lưu càng lúc càng lớn, thần giới trăm vạn năm, thần chủ đứng ở đỉnh huyền đạo, khó ngã xuống nhất trừ bỏ chết già ra, ra nơi chết nhiều nhất chính là thái sơ thần cảnh diệt trừ huyền thú tới gần thiên diệp ảnh nhi trở lại bên người phân triệt nhưng không tiếp tục tu luyện mà im lặng nhìn dáng vẻ bình tĩnh giờ phút này của hắn hơn phân nửa nguyên nhân một năm trước đến thái sơ thần cảnh xuất phát từ bất đắc dĩ bọn họ tuyệt đối không thể mạo hiểm phiêu lưu rơi và kiếp hồn giới hay phần nguyệt vương giới phiêu lưu và tài nguyên ở thái sơ thần cảnh vượt qua bất cứ nơi nào sau khi đến đây mấy tháng theo bọn họ liệp sát thái sơ huyền thú càng ngày càng nhiều trên người Vân Triệt đột nhiên xuất hiện một năng lực quỷ dị đến đáng sợ, sau khi trực tiếp hấp thu chuyển hóa lực lượng của Huyền Tinh, hắn cầm trong tay một viên huyền đan của Thái Sơ Huyền thú thế mà lại hấp thu giống như Huyền Tinh, trực tiếp hấp thu lực lượng trong huyền đan, hơn nữa cũng đều trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng của bản thân. Lúc ban đầu vẫn còn có vẻ khó khăn, hai tháng sau đã vô cùng thuần thục giống như hấp thu Huyền Tinh. Nàng không cách nào lý giải được năng lực quỷ dị này của Vân Triệt là cái gì, Vân Triệt cũng chưa bao giờ nói nửa chữ về nó với nàng. Từ huyền tinh do linh khí thiên địa hình thành đến huyền đan do huyền thú ngưng kết, thoạt nhìn điểm cực hạn của năng lực quỷ dị này cũng không dừng ở đây, không cách nào tưởng tượng được tương lai sẽ biểu hiện ra năng lực đáng sợ cỡ nào, thậm chí nàng đã từng mấy lần lóe lên ý niệm đáng sợ, tương lai có phải có khả năng trực tiếp đoạt lấy tu vi của huyền giả khác hay không. Nơi này cũng không phải là chỗ sâu của Thái Sơ thần cảnh, nhưng đã khắp nơi là thần vương thú với thần quân thú mà huyền đan của huyền thú là tồn tại cung cấp với huyền mạch của nhân loại. Xúc tích trong đó không phải giống như huyền khí mà là nguyên lực cường đại của huyền thú, không thể so sánh nổi với linh khí xúc tích trong huyền tinh. Lượng lớn huyền tinh lúc trước đoạt được từ thiên hoang thần giáo cùng với lực hấp thu huyền đan vô cùng thuần thục, phân triệt không hề tu luyện theo quy tắc thông thường nhưng tu vi lại càng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Khi đến thái sơ thần cảnh, hắn mới vào thần quân cảnh, hiện giờ đã là thần quân cảnh cấp 4, vượt qua từng tiểu cảnh giới của thần quân cảnh không thể nghi ngờ là như lên trời chẳng những cần tài nguyên khổng lồ, còn cần dồn hết nỗ lực ngàn năm thậm chí vạn năm của một huyền giả thiên tài, mà phân triệt, một năm ngắn ngủi, không hề tu luyện gì mà đã vượt qua liên tiếp ba đường rãnh trời. Đáng tiếc, chứng kiến dấu vết giật mình hãi thế này chỉ có thiên diệp ảnh nhi, không cần dốc sức tu luyện trên huyền đạo, một năm này. Tất cả tinh lực của Vân Triệt cơ bản đều ở trên tu luyện Hắc Ám Vĩnh Kiếp, mà có lô đỉnh tuyệt hảo Thiên Diệp Ảnh Nhi này, Hắc Ám Vĩnh Kiếp tiến cảnh cực nhanh, cũng vượt qua khỏi mong muốn của chính hắn. Lúc này, hắn đột nhiên mở mắt đối diện với thiên diệp ảnh nhi đang nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn bảy ngày đây là một lần nhập định có thời gian dài nhất từ sau khi hắn tiến vào thái sơ thần cảnh mà ở nơi cực kỳ nguy hiểm này sợ rằng mạnh như thần đế cũng không dám một mình nhập định ở đây khoảnh khắc đôi mắt mở ra trung tâm trong mắt đột nhiên lé lên một chút hắc quang sâu thẳm huyền quang màu đen có thể nói quá mức bình thường đối với ma nhân nhưng mà hắc quang này lại theo trong mắt của thiên diệp ảnh nhi trực tiếp chiếu tới tâm hồn làm cho trái tim của nàng thậm chí huyền mạch đều hung hăng chấn động đây là, đột nhiên yên lặng lâu như vậy, xem ra có đột phá lớn gì?" Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, kinh ngạc rất nhiều, trong lòng ngược lại rất chờ mong. Vân Triệt chậm rãi nâng tay, nhìn lòng bàn tay của mình, thấp giọng nói, "Cuối cùng, dung hợp ma huyết đã hoàn thành một nửa." Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nheo mắt, "Ma huyết, còn gì nữa không?" Dung hợp ma huyết đều tiến hành khi thân thể bọn họ giao hòa, Vân Triệt đột nhiên yên lặng bất động 7 ngày, hiển nhiên không có khả năng chỉ bởi vì điều này, Vân Triệt đột nhiên quỷ dị nở nụ cười hắn chia cánh tay về phía thiên diệp ảnh nhi năm ngón tay chậm rãi khép lại đột nhiên toàn thân thiên diệp ảnh nhi chấn động hắc ám huyền khí của nàng thế mà lại tự động vọt lên đột nhiên phóng thích cả kinh này không phải nhỏ sắc mặt của thiên diệp ảnh nhi đột nhiên thay đổi nhanh chóng ngưng tâm áp chế huyền khí dung chuyển khó hiểu này nàng rõ ràng cảm giác được hắc ám huyền khí của bản thân lại như bị một luồng ý niệm hay như bị một bàn tay vô hình không biết đến từ nơi nào khống chế vân triệt buông cánh tay hắc mang trong mắt trôi đi cảm giác lực lượng bản thân bị người khác thao túng mới theo đó biến mất thiên diệp ảnh nhi lui về sau hai bước mắt vàng nhìn thẳng vào vân triệt với nhận thức về huyền đạo của nàng dưới thời gian vài giây ngắn ngủi trên ngọc nhan của nàng chính là hiện lên đầy mồ hôi mịn là cái này lực lượng ma đế có thể không chế tất cả ma nhân của bắc thần vực mà ngươi từng nói giọng thiên diệp ảnh nhi thong thả lạ thường từ rất sớm trước đó nàng đã nghe vân triệt nói đến sau khi tu luyện hắc ám vĩnh kiếp đến đại thành tất cả sinh linh tu luyện hắc ám huyền lực đều sẽ trở thành công cụ của hắn Nàng chưa từng hoài nghi, bởi vì đó là lực lượng đến từ Kiếp Thiên Ba Đế, nhưng giờ phút này tự mình đối mặt, hoảng sợ trong lòng nàng cho dù như thế nào đều không thể áp chế được, lại có thể trực tiếp thao túng hắc ám huyền lực của người khác, trên đời thế mà lại thật sự tồn tại chuyện như vậy, Vân Triệt thấp giọng nói, "Không, còn chưa đủ, còn chưa đủ rất xa, trước mắt chính là mới miễn cưỡng bước chân vào trung cảnh, cách cảnh giới đại thánh và cực cảnh còn kém cực kỳ xa, người bây giờ có thể can thiệp hắc ám huyền khí của người khác đến mức độ nào?" Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, tu vi hiện giờ của nàng đã được phân triệt khôi phục tới thần chủ cảnh cấp 4, lực lượng lại bị dẫn động dễ dàng và mãnh liệt như thế, mức độ như vậy mới vừa vào trung cảnh của Hắc Ám Vĩnh Kiếp thôi sao? Vân Triệt lạnh nhạt nói, mức độ mới vừa rồi đại khái chính là cực hạn của ta, mức độ này vẫn không có tư cách hợp tác với Ma Hậu, nhưng mà, ánh mắt của hắn âm u, giờ phút này sang năm có lẽ còn không kém nhiều lắm. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngẫm nghĩ, nói, không, không cần sang năm, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tu luyện hắc ám vĩnh kiếp ở trên người ta ta nghĩ lấy năng lực của ngươi muốn đạt tới cảnh giới đại thành mà ngươi kỳ vọng chắc là giọng thiên diệp ảnh nhi đột nhiên dừng lại ánh mắt đột ngột chuyển sang phía nam có người đến đây hơn nữa khí tức này người của trụ thiên thần giới vân triệt lên tiếng giọng nói trầm thấp tới cực điểm trụ thiên thần giới năm đó là nơi mà hắn kính trọng nhất hiện giờ bốn chữ này lại lây dính lấy hung lệ với hận ý vô tận ở trong lòng hắn thiên diệp ảnh nhi phóng thích linh giác tiếp tục nói hai người khư uế đứng đầu người phán xét trụ thiên kẻ chủ trì đại hội huyền thần mà ngươi tham gia một người khác hà nàng khẽ nhíu mày dường như hơi kinh ngạc người kia vì sao lại sẽ đến nơi này trụ thiên thái tử trụ thanh trần vân triệt vô cùng chuẩn xác lầm bẩm ra chủ nhân của một khí tức khác khư uế tôn giả chu thiên thái tử hai người kia thế mà lại sẽ xuất hiện ở thái sơ thần cảnh ly thiên diệu ảnh nhi vô cùng quyết đoán nói thay đổi khí tức vân triệt nói thiên diệu ảnh nhi cao chặt mày ngươi định làm gì cho dù trụ thanh trần là một phế vật nhưng hắn là trụ thiên thái tử do trụ thiên thần đế khâm định hắn xuất hiện ở nơi này người bảo hộ bên cạnh tuyệt đối không chỉ có một mình khư uế rất có thể có người thủ hộ ở bên vân triệt đứng dậy bàn tay tùy ý vốt lên trên mặt đã thay đổi thành một gương mặt hoàn toàn khác biệt phong nguyên tố không tiếng động dung chuyển quanh thân ngẫu nhiên mang lên gió xoáy bình thản dưới ngũ quan giãn ra khuôn mặt của hắn đã không còn vẻ lạnh lùng mà hoàn toàn bình thản kể cả ánh mắt đều lộ ra vẻ ấm áp hiền lành cực kỳ khi khiến cho người ta sinh ấn tượng tốt thiên diệp ảnh nhi đưa tay túm chặt lấy cánh tay vân triệt ngươi rốt cuộc định làm cái gì bây giờ không phải là lúc ngươi nhịn cho ta vân triệt cười lạnh một tiếng hết sức đáng sợ nhịn hắn là ai chứ hắn là đứa con mà trụ thiên thần để thương yêu nhất con của kẻ đó thiên diệp ảnh nhi hiện giờ hắn cách ta gần như thế sao ta có thể nhịn sao ta lại phải nhịn tay của thiên diệp ảnh nhi vẫn gắt gao cầm lấy tay vân triệt ngươi giết hắn có tác dụng gì phát tiết mối hận nhất thời mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy thật sự có lời sao vân triệt vẫn đang cười nhưng ý cười vốn làm cho người ta sợ hãi không ngờ trở nên càng thêm đáng sợ, giết hắn, vì sao ta phải giết hắn, ta sẽ khiến cho hắn hoàn chỉnh toàn vẹn trở lại chỗ phụ thân hắn Trụ Thiên lão cẩu đi, một sợi tóc đều không thiếu, a à không, nói không chừng còn nhiều thêm một chút gì đó, Thiên Diệp Anh Nhi, video tập 259 kết thúc ở đây nhé, tập tiếp theo bộ truyện nghịch thiên tà thần, ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ kỳ quy truyện